Mở đầu phim là cảnh nữ chính Ninh Mông thức dậy tràn đầy năng lượng cho ngày mới. Hôm nay là ngày cuối cùng, cô sẽ thoát khỏi kiếp làm thư ký giám đốc để đến với ước mơ làm đầu tư của mình. Đang trên đường lấy Âu phục trở về thì được em đồng nghiệp báo sếp như núi lửa sắp phun trào rồi, mong chị về cứu nguy. Bên này Lục Ký Minh, một người tài năng trong đầu tư và cũng chính là sếp của Ninh Mông, đang vô cùng tức giận vì dự án đầu tư bị cướp mất. Ba ông cấp dưới đứng đầy sợ hãi, không dám nói gì. Ninh Mông trở về như vị cứu tinh. Cô chỉ hỏi rằng anh muốn uống gì rồi đi. Biết tính tình quái gở của sếp Lục nên anh nói một đằng, cô đi pha một nẻo, từ trà lạnh thêm sữa thành cà phê nóng thêm đường. Khi mang vào, y như rằng anh ta đã đổi ý. Ninh Mông vẫn từ tốn đưa cốc nước mình đã pha, anh không nói được gì nữa. Thấy anh đã dịu, nhân cơ hội cô giải vây giúp ba ông giám đốc. Thấy thế cả ba vội vã đi ra ngoài thở phào nhẹ nhõm, bảo không có Ninh Mông chắc không qua nổi kiếp nạn thứ 82 này. Ra ngoài cô em đồng nghiệp cũng phải há mồm vì độ hiểu ý sếp của Ninh Mông, còn bảo cô đúng là kỳ tích, làm được tới 3 năm trong khi người khác thì chưa tới 3 tháng. Tìm cách giành lại dự án, Ký Minh nói Ninh Mông liên lạc với thư ký bên kia, không ngờ cô ấy lại nhanh chóng cho thông tin thời gian, địa điểm bên họ ký hợp đồng. Không qua thể qua mắt được anh, Ký Minh biết họ vẫn muốn anh đầu tư nhưng lại dùng chiêu dương đông kích tây để được tăng giá. Anh để Ninh Mông ra mặt thương lượng. Nắm bắt được tâm lý của Đường Chính Nhượng, Ninh Mông cũng hoàn thành nhiệm vụ cách xuất sắc. Ở lễ trao giải top 10 doanh nhân đầu tư mạo hiểm, anh phát biểu về triết lý đầu tư của mình mà khiến Ninh Mông ở dưới nhìn đầy ngưỡng mộ, tự hào. Sau buổi lễ, anh rủ Ninh Mông đi ăn. Chỉ có hai người còn tặng quà, những tưởng anh nhớ ngày này có ý nghĩa như nào với cô, nhưng không, Ninh Mông đành nghiêm mặt nhắc lại, nói không muốn làm thư ký cho anh nữa, muốn chuyển sang phòng dự án. Ký Minh không đồng ý còn nói cô đang có việc nhẹ lương cao thì bức xúc gì. Tức quá cô uống liền một mạch quá trời rượu rồi nói Ký Minh về nhà cùng mình. Lên trên nhà, Ninh Mông bắt đầu nói, phòng cô không khác gì văn phòng thứ hai, ngoài tài liệu, cô còn mang cả quần áo anh về để giặt. Còn chưa kể đến độ khó tính, những quy tắc của anh tính sơ sơ cũng cả gần trăm điều. Ban ngày làm thư ký, tối về làm người giúp việc, nửa đêm uống say cũng kêu đến chở, nhận lệnh 24/24. Việc nhẹ anh nói đây à, là nhẹ giữ chưa, cô không còn cuộc sống cho riêng mình nữa. Ký Minh nhất quyết bảo cô chỉ hợp với làm thư ký của anh thôi, không làm thư ký, cô chẳng còn ý nghĩa gì với công ty. Thấy bị xem thường, cô mang đống bằng cấp ra khoe thì anh bảo ai chả có, muốn làm dự án ở công ty anh thì nằm mơ, kiếp sau đi, khiến cô thật sự tổn thương. Lúc này anh lại vô tình thấy cô dán hình mình lên tập đấm bốc, cứ nghĩ cô là thỏ con, hóa ra lại là cáo giả, nên khi cô bắt đầu đau bụng do cả tối chưa ăn gì, anh lại nói cô diễn. Không còn chịu được nữa, Ninh Mông đuổi anh về, vứt trả đôi giày và cả cái túi. Hai người sau đó liền gọi điện giải tỏa cảm xúc. Ninh Mông gọi cho cô bạn Vu Kỳ, cô nói nhất định phải đi làm dự án rồi sẽ khiến cho Ký Minh có một ngày gọi mình là tổng giám đốc. Thì ra, cách đây 3 năm khi đi xin việc, muốn làm đầu tư dự án nhưng cô vô tình bị đẩy vào làm thư ký bất đắc dĩ vì sếp Lục ưng cách làm việc của cô. Cùng lời hứa hẹn ngon ngọt của nhân sự, tối đa 3 năm sau sẽ chuyển cô qua phòng dự án. Với cô điều đó giờ vẫn như cơn ác mộng. Hôm sau tỉnh rượu, giật mình nhớ đến chuyện hôm qua, Ninh Mông hơi rén khi đến công ty. Nhân sự gọi cô vào và nói rằng chủ tịch muốn gia hạn hợp đồng thư ký, cô không đồng ý, nói đến lời hứa hẹn của ông. Nhưng ông ta ậm ừ, năn nỉ vì khi Ký Minh nổi cơn thịnh nộ, chỉ cô là người gánh tim. Ninh Mông chán nản, đành cầm hợp đồng trước đã. Một lúc sau, cô gái mặc đồ vàng chóe này là Hứa Tư Điểm, chảnh chọe bước vào, hí hửng vì giới thiệu được cho anh khách nặng ký chính là Thạch Anh, tổng giám đốc của công ty Ưng Thạch rất phát triển. Ninh Mông được giao nhiệm vụ xuống đón, bước xuống xe, Thạch Anh đã nhận ra cô ngay, thiện cảm vì cô đã giúp tìm ghế ngồi ở buổi lễ hôm trước, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Ký Minh muốn giới thiệu dự án của công ty nhưng hai giám đốc phụ trách đều không có ở đây, Ninh Mông xung phong lại bị giám đốc Hứa coi thường. Để thư ký báo cáo công việc thì ra thể thống gì chứ, nhưng không còn cách nào, Ký Minh đành phải đồng ý. Cô thuyết trình sành sỏi như người nhà nghề, khiến ai nấy đều ngạc nhiên, còn nhận cơn mưa lời khen từ Thạch Anh, nói cô rất có năng khiếu làm dự án. Sau đó Ninh Mông tiếp tục nói với Ký Minh về việc muốn chuyển công tác thì anh lại không muốn nghe rồi làm ngơ luôn. Tan làm, cô chán nản vào quán, vừa gọi được cốc nước còn chưa kịp uống thì nhận được điện thoại Ký Minh. Thật không muốn nghe chút nào nhưng bệnh nghề nghiệp bộc phát nên Ninh Mông bắt máy, lại là uống say muốn cô đưa về, cạn lời thật chứ. Đã vậy, trong cơn say xỉn, Ký Minh còn tiếp tục yêu cầu Ninh Mông làm thư ký vì ở đâu có đãi ngộ cao như thế. Phải vinh dự và biết ơn mới đúng, tức quá cô tăng tốc độ lên bàn thờ, dọa anh sợ chết khiếp. Đưa anh về nhà, cô còn cẩn thận đắp chăn, pha nước giải rượu cho anh nữa, đúng là cô thư ký tuyệt vời. Về đến nhà,
cô như cạn hết sức lực, nằm luôn trên sofa, bỗng nhận được tin nhắn từ bố mẹ, cô ngồi nghe những lời nhắn nhủ mà tủi thân biết bao nhiêu. Bỗng nhớ về khi xưa bố cô kiên trì làm dự án nhưng vì thiếu nhà đầu tư mà phá sản, phải cầm nhà đất để trả nợ. Ý chí làm đầu tư trong cô càng mãnh liệt hơn, không để doanh nhân có giá trị bị cắt cánh trước khi cất cánh. Cô ngồi vào bàn viết đơn từ chức. Hôm sau cô một lần nữa thương lượng về chuyện chuyển công tác nhưng anh vẫn cho rằng cô mơ mộng hão huyền, hết cách cô đành nộp đơn từ chức rồi ra ngoài thu dọn đồ đạc, vừa dọn vừa tức. Nhận được đơn, Ký Minh vô cùng tức giận, lập tức xé nát rồi chạy ra ngoài đuổi Ninh Mông cút đi, cô đơ cả người. Nhưng anh cua thật gắt, bảo cô cút đến phòng dự án khiến cô rất ngạc nhiên. Anh cho cô một tháng, nếu không được phải ngoan ngoan quay về làm thư ký. Thấy một tháng không ăn thua, Ninh Mông mặc cả một lúc thì được tăng lên cho 2 tháng, thế là chốt kèo. Ngay sau đó cô được chuyển đến phòng dự án của giám đốc Khâu. Anh chắc mẩm đến đó cô sẽ không trụ nổi mà sẽ sớm quay về bên anh thôi. Cô về nhà tự hào khoe chiến tích với bạn thân, cũng nhận được lời khuyên, trước làm thư ký chỉ chịu trách nhiệm với mình ông chủ, giờ làm nhân viên bình thường, phải cẩn thận một chút. Ngày hôm sau đi làm thật khác, Ninh Mông thu dọn tất cả liên quan làm thư ký giao lại cho thư ký mới, thật là nhẹ nhõm. Cô sau đó hào hứng đến bàn làm việc mới, đầy trân trọng. Không ngờ bà quản lý không ưa nên không thông báo cuộc họp hôm nay cho cô. Thấy cả phòng đi hết, cô chỉ còn một mình, mới bắt đầu đã có vẻ khó khăn thế này, Ký Minh liền vui mừng. Ninh Mông nhận được hàng bộ câu cá Ký Minh mua cho bố, anh lại nằng nặc bắt cô về chung để hướng dẫn ông sử dụng. Về đến nhà, ông bố muốn thử nghiệm máy lọc nước sông, thân thiện môi trường, mà cho hai người uống nước này, nhìn xô nước mà muốn phun không ngậm được miệng luôn. Hai bố con vốn khắc khẩu lại lời qua tiếng lại. Ninh Mông nhanh trí lấy bộ câu cá ra xoa dịu, ông dù thích vẫn chê lên chê xuống. Trong bữa cơm, hai bố con chưa yên bình được bao lâu lại tiếp tục sóng gió, đến mức ông mắng con mình mất dạy khiến anh giận dỗi bỏ về, Ninh Mông cũng đành về theo. Hôm sau đến công ty, Ninh Mông bị bà quản lý giao cho nhiệm vụ phải tổng hợp hơn 900 dự án và nộp vào ngày mai, nghe là biết đang cố tình làm khó rồi. Thế là Ninh Mông phải thức nguyên đêm để hoàn thành còn bị Ký Minh mỉa mai, qua đây tưởng làm dự án hóa ra lại làm bàn giấy như xưa, thật tức chết mà. Vậy chứ không có Ninh Mông, anh cũng phải xù đầu với công việc vốn quen trước đây cô làm, cũng không hơn cô là mấy. Giám đốc Hứa biết tin anh không có thư ký, vội vàng đến thế chỗ, xem ra anh còn đau đầu gấp bội. Ninh Mông vừa đem báo cáo vào nộp thì quản lý Phùng cũng vào phòng giám đốc, thấy cô quả thật không đơn giản, hai người lại nghĩ cách để làm khó cô. Cuối cùng họ giao cho cô một dự án khó nhằn còn báo thời gian rất gấp. Nhưng với đam mê đầu tư mãnh liệt, Ninh Mông xem đây là cơ hội, không ngại ngần mà đồng ý luôn. Sáng sớm hôm sau, Ninh Mông đã đến nơi để thẩm định dự án này. Ở công ty, có Hứa Tư Điểm là thư ký mà náo loạn cả lên, khiến Ký Minh nhìn đến chỗ Ninh Mông lại nhớ. Ninh Mông bên này chăm chỉ xem xét sổ sách, còn khảo sát thị trường thực tế, phỏng vấn khách hàng, xem cả hóa đơn thanh toán để lấy thông tin, cô đã nhận ra vấn đề. Trở về công ty, khi Ninh Mông nói chuyện với Tiểu Dương, giám đốc Hứa vô tình nghe được dự án của mình được giao cho Ninh Mông thì nổi giận đùng đùng đến tìm giám đốc Khâu, cô ta vốn xem thường Ninh Mông chỉ là chân thư ký quèn. Giám đốc Khâu đành nói lươn lẹo để cho Ninh Mông tiếp tục đảm nhận dự án này. Tư Điểm chạy đến phòng Ký Minh làm mình làm mẩy. Ký Minh lại nói đợi xem báo cáo thẩm định của Ninh Mông mới quyết được, cô chỉ còn nước vùng vằng làm theo. Quản lý Phùng Thảo Mai thấy Ninh Mông thì giả vờ an ủi nhưng lại giao cho cô là người trình bày báo cáo thẩm định dù cô chưa có mấy kinh nghiệm, rồi là quan tâm giữ trưa. Cô tập giật cả đêm, đến sáng giật mình dậy mới nhận ra đã muộn giờ, cô chạy thục mạng đến công ty. Thế quái nào bệnh nghề nghiệp lại tái phát, vừa đến nơi cô lao ngay vào pha nước khiến Ký Minh chán chẳng buồn nói, cô cũng hát vang bài Ôi con sông quê trong lòng. Buổi báo cáo bắt đầu, những gì Ninh Mông thu thập đều được trình bày rất rõ ràng nhưng Tư Điểm không ưa nên nghe câu nào cũng không lọt, còn nổi giận khi cô nói dự án không đáng đầu tư. Giám đốc Khâu còn cố hỏi khó Ninh Mông để thêm dầu vào lửa. Ký Minh lại cho rằng chuyện đơn giản như vậy mà cô không ứng phó được, quả nhiên chỉ thích hợp làm thư ký khiến cô tủi thân ghê gớm. Ninh Mông đi lấy nước lại vô tình nghe được họ nói chuyện mới biết mình bị chơi xấu, giám đốc Khâu cố tình đẩy dự án để có người gánh hộ, không đắc tội với giám đốc Hứa, tức không nói nên lời luôn. Tăng Vũ Hàn đã dùng tài lươn lẹo thuyết phục Tư Điểm từ bỏ làm thư ký, Ký Minh còn vui hơn bắt được vàng. Giám đốc Khâu đến tìm Ký Minh xin chỉ đạo về dự án của giám đốc Hứa. Anh biết ông ta cố ý chơi đều Ninh Mông nên dằn mặt, với trí thông minh ấy nên dùng bên ngoài chứ đừng dùng với người của mình, nhưng cũng tạm gác dự án qua một bên. Ninh Mông đi photo tài liệu nhìn thấy tập hồ sơ lưu trữ những dự án bị loại, trong đó có dự án của Tư Điểm, cô liền mỉm cười vì biết rằng Ký Minh đã để ý đến bài báo cáo đó. Gặp Ký Minh ở thang máy, cô bảo anh nói rất đúng, những tưởng cô nghĩ thông suốt,
muốn quay lại làm thư ký thì cô nói tiếp. Quyết định loại bỏ dự án của anh rất đúng đắn, làm Kỳ Minh vừa quê vừa tức, đòi đuổi cô ra ngoài không cho đi chung thang máy, nhỏ nhen dễ sợ. Sau khi ôm đống dự án bị loại về nghiên cứu, Ninh Mông tìm ra được một dự án có vẻ khả thi nên đã tự mình đến công ty đó để tìm hiểu. Cô đến gặp được anh giám đốc kỹ thuật rất chi là đẹp trai, nhìn là muốn đầu tư ngay. Biết được lý do đợt trước không được đầu tư nay đã được khắc phục, cô mạnh dạn góp ý thêm về trải nghiệm sản phẩm của mình khiến anh khá thích thú. Sau đó anh mời cô tham gia bàn luận với đội kỹ thuật của mình để đề xuất thay đổi. Những ngày sau đó, cô vô cùng nghiêm túc nghiên cứu lại dự án và viết một báo cáo mới hoàn chỉnh nộp lên cho giám đốc Khâu. Nhưng ông ta vốn chẳng để ý đến cô, ông ta chỉ cười khẩy một cái rồi nói khi nào rảnh sẽ xem. Đã hơn một tháng làm thư ký nhưng Tiểu Dương vẫn không làm vừa ý Kỳ Minh, bị anh mắng xa xả. Anh càng thấy mình cần Ninh Mông. Từ sau khi nộp bản báo cáo, giám đốc Khâu vẫn không có động tĩnh gì, Ninh Mông cố bám theo để hỏi nhưng lại chẳng có được đáp án nào, lại còn bị ông xài xỉ. Cô nhận được điện thoại của anh đẹp trai kia hào hứng nói công ty đã thống nhất để lại 10% thị phần cho công ty cô và bọn họ rất trân trọng lần hợp tác này. Nghe thế Ninh Mông quyết định mang tài liệu đến cho Kỳ Minh xem nhưng anh gạt phăng đi bảo không rảnh, trừ khi cô là thư ký anh có thể lắng nghe. Anh lại tiếp tục bài ca cô không hợp với đầu tư khiến cô tức giận ra về. Về nhà, Ninh Mông không ngừng đánh vào bản mặt Kỳ Minh để giải tỏa. Được cô bạn gợi ý, đột nhiên Ninh Mông lại nghĩ ra cách. Hôm sau cô đến tìm giám đốc Nhậm để đưa dự án. Trái với ông kia, ông rất thiện chí nói rằng sẽ nhờ cấp dưới họp để duyệt dự án. Vài hôm sau, Ninh Mông nhận được điện thoại của giám đốc Nhậm nói đã thông qua dự án, cô hãy báo với bên kia để gặp mặt. Cô vui mừng gọi điện thì anh đẹp trai lại bảo đã có người đến để nói chuyện rồi, không ngờ chính là giám đốc Khâu, Ninh Mông như chết lặng. Cô tức giận trở về văn phòng, nổi điên nói ông ta cướp dự án của mình nhưng ông ta đúng là vô liêm sỉ. Đã không nhận còn bảo là trùng hợp được người quen giới thiệu khiến cho cô tức điên bỏ ra ngoài. Kỳ Minh thấy thế thì bảo Tiểu Dương tìm hiểu sẵn khuyên cô về làm thư ký. Ninh Mông chỉ nói ngắn gọn nếu quay về làm thư ký cho Kỳ Minh thì sẽ là heo. Kỳ Minh biết được thở dài chán nản. Ninh Mông lấy được bản hợp đồng kế hoạch từ chỗ anh đẹp trai, điều tra ra cô phát hiện giám đốc Khâu đang ăn chặn tiền của công ty. Nhưng khi đến báo với Kỳ Minh thì anh lại dửng dưng làm cô vô cùng tức giận, cãi nhau một hồi thì cô quyết định từ chức, lần này ôm đồ ra khỏi công ty thật. Trước khi đi, giám đốc Khâu còn nói cô ra ngoài làm ăn cho đàng hoàng. Cô sẽ không quên ông ta dạy dỗ mình thế nào, nhìn mặt chỉ muốn sút cho ông ta mấy cái. Chưa bao giờ như hôm nay, Ninh Mông thấy mình tự do thật sự. Sau khi Ninh Mông rời đi, Kỳ Minh còn vương vấn, thấy quả chanh chua từng tặng cô, anh liền cầm lấy, lúc nào anh cũng khó chịu trong người, đặc biệt khi có ai nhắc đến Ninh Mông. Hôm sau đã bắt đầu buổi phỏng vấn tuyển thư ký mới mà mãi chẳng có ai vừa mắt Kỳ Minh. Trong lúc đó, phía bên kia, Ninh Mông cũng liên tục nộp công văn xin việc nhưng đều bị từ chối do kinh nghiệm thư ký của cô không liên quan gì đến đầu tư. Không tìm được người, Kỳ Minh lại trở nên cục xúc, anh còn gọi nhầm Tiểu Dương thành Ninh Mông, quê là quê quá xá. Đang chán đời, Ninh Mông nhận được điện thoại của Vương Giao, bạn học cũ, hỏi cô đến công ty phỏng vấn, Ninh Mông đồng ý ngay. Giám đốc Nhậm đến tìm Kỳ Minh, đưa anh xem những dự án mới, trong đó lại có cả dự án của Ninh Mông. Sau khi xem xét lại thì Kỳ Minh thấy nó y hệt bản của giám đốc Khâu nộp. Ninh Mông ngay sau đó đã đến công ty, do được giới thiệu nên cuộc phỏng vấn khá suôn sẻ, công việc dường như đã trong tầm tay. Cô cùng Vương Giao đi ra thang máy thì gặp ngay Kỳ Minh, đúng là oan gia ngõ hẹp. Hai người nói chuyện với nhau sượng chân, Kỳ Minh vẫn cố chấp đòi cô về làm thư ký bên cạnh mình. Anh mê người ta hay gì vậy trời? Sau một hồi, cửa thang máy mở ra, thấy Vương Giao đứng đó, thì ra hai người mải nói mà quên không bấm, hai anh chị thiệt là. Kỳ Minh còn có nhã ý đưa cô về nhưng Ninh Mông từ chối thẳng. Kỳ Minh lại đi chút giận lên anh bạn Tăng Vũ Hàn. Về nhà, nhìn đến gì cũng lại nhớ Ninh Mông. Ninh Mông vẫn đang vui vẻ chờ đợi kết quả thì Vương Giao gọi đến nói cô trượt rồi, còn hỏi trước đây cô có đắc tội với cấp trên không khiến cô nghĩ đến Kỳ Minh. Cô đành đi nhậu với Tiểu Dương, không ngờ anh ta lại phong sát mình. Nhắc Tào Tháo tới, cô đột nhiên nhận được điện thoại của Kỳ Minh nói cô tiếp tục về làm việc. Có tí men, thế là Ninh Mông mắng Kỳ Minh một trận. Anh triệt đường sống lại còn sắp đặt cuộc sống của người khác sao? Kỳ Minh ngơ ngác, nghe mà không hiểu chuyện gì. Ninh Mông sau đó chặn luôn số điện thoại của anh. Tiểu Dương ngồi bên cạnh đơ như cây cơ, không tin đó là sự thật mà tự an ủi bản thân chỉ là ảo giác mà thôi. Kỳ Minh khó chịu gửi tin nhắn hỏi cho rõ thì phát hiện cô đã chặn mình. Đang tức tối thì Tư Điềm vào hỏi về dự án chạy AV, anh kêu không làm nữa thì cô lại óng ẹo nhắc đến Ninh Mông, anh càng tức giận hơn, quát cô một trận phát khóc rồi bỏ đi. Ninh Mông về đến nhà, những lúc thế này,
có ba mẹ an ủi, cô lại như vỡ òa, muốn khóc thật to. Ký Minh nhờ bạn điều tra về giám đốc Khâu thu được khá nhiều dữ liệu chứng minh ông ta ăn chặn tiền của công ty. Hôm sau anh đã gọi ông ta vào đưa tài liệu đó ra, còn nói ông ta cướp dự án từ tay Ninh Mông. Anh muốn sa thải ông ta ngay lập tức. Xin xỏ một hồi thấy không có tác dụng, ông ta lộ mặt thật nói rằng đã giúp anh nhiều như thế, giờ anh lại quay ra cắn ông ta. Ký Minh cũng biết rằng chính ông ta làm cho Ninh Mông không tìm được việc nên nói có tin mình dùng những chiêu trò đó lên người ông không làm cho ông ta giật mình. Thấy bị bắt thóp rồi làm sao mà dám gáy nữa nên ông ta bỏ đi. Tiểu Dương nghe thế vội vàng gọi điện báo cho Ninh Mông rằng mọi chuyện không phải do Ký Minh mà là do giám đốc Khâu. Nhận ra bản thân đã sai nên Ninh Mông nhắn nguyên một tràng dài để xin lỗi Ký Minh, ấn gửi thì thấy anh cũng chặn số của mình rồi. Đúng là nhỏ mọn. Đang cay thì cô nhận được điện thoại của Thạch Anh mời đến công ty, cả bầu trời trước mắt cô như bừng sáng. Sau một hồi nói chuyện thì Thạch Anh muốn Ninh Mông đến công ty mình làm việc vì cô có ấn tượng tốt với Ninh Mông, khiến cô rất bất ngờ, cơ hội tốt thế này cô đồng ý ngay lập tức. Ninh Mông vô cùng phấn khởi mà gọi khoe bố ngay. Cô còn mua một cây chanh đem đến trồng cùng mọi người. Cô cũng dần thích nghi được với công việc, không bị chèn ép làm khó khiến tâm trạng Ninh Mông vô cùng vui vẻ. Một hôm Thạch Anh muốn cô đi cùng trong buổi khai trương dự án sắp tới. Cô ấy khuyên cô nên thay đổi ngoại hình, ăn mặc đẹp đẽ, đàng hoàng vừa tôn trọng người khác và bản thân mà còn tượng trưng cho năng lực, cho thấy cô chăm sóc tốt cho cá nhân và công việc. Đi trong siêu thị nhìn vào gương rồi lại nghĩ đến những lời Thạch Anh nói làm cô thần cả người, suy nghĩ cũng khác đi. Hôm khai trương, Tiểu Dương cùng Ký Minh đều đứng hình, bất ngờ trước sự thay đổi ngoại hình của Ninh Mông. Cô trông xinh đẹp lên muôn phần, vậy mà cái miệng của anh còn nói kháy cô vài câu mới vừa lòng, quá trời cái miệng. Vậy mà đứng từ xa, Ninh Mông vẫn luôn hướng mắt về anh. Ninh Mông vô tình gặp anh trong toilet, nhân cơ hội cô nói xin lỗi về chuyện đã hiểu lầm, hai người coi như làm hòa. Anh ở trong thì nóng mà ngoài lại lạnh lùng bảo sẽ chờ xem rốt cuộc cô làm nên được trò trống gì, cái tính gì mà kỳ quá chừng. Chủ nhà đến nói Ninh Mông rằng đã bán căn hộ này mong cô nhanh chóng chuyển, cô thật sự bối rối, hết tìm việc lại đến tìm nhà. Hôm nay Ninh Mông được Thạch Anh giao cho dự án đầu tiên, nhưng cô vẫn còn tự ti vì trước chỉ làm thư ký. Thạch Anh liền động viên cô phải tin vào bản thân mình, là nhà đầu tư rồi, hãy vứt cái mác thư ký đó đi vì cô ấy tin cô. Ninh Mông thêm phần tự tin hẳn. Chuẩn bị về thì Thạch Anh nghe thấy Ninh Mông cãi nhau với chủ nhà về việc dọn đi nên cô đã dẫn Ninh Mông đến một căn chung cư. Sau khi biết đó là căn chung cư của Thạch Anh, có thể dọn đến đây ở ngay thì Ninh Mông vô cùng cảm kích. Ninh Mông cũng dọn đồ ngay trong tối hôm đó, thấy tấm hình Ký Minh, cô đã toan vứt đi nhưng nghĩ sao lại giữ nó lại. Hôm sau cô bắt đầu cuộc sống ở căn nhà mới. Ký Minh đến căn hộ của Vũ Hàn ăn sinh nhật, anh ra ngoài nghe điện thoại. Đúng lúc Ninh Mông trở về, chợt nhận ra người không nên gặp, làm cô tròn cả mắt cả, hết hồn mà la lên. Cả hai đứng hình một lúc khi nhìn thấy đối phương, không hiểu tại sao lại ở đây. Ký Minh tưởng bở nghĩ cô trước giờ muốn bám đuôi mình. Cô còn chưa kịp nói thì Vũ Hàn chạy ra, cũng ngạc nhiên khi có Ninh Mông ở đây. Lúc này cô mới bảo rằng mình sống ở đối diện. Anh khen cô xa xếp cũ cuộc sống dạo này ngày càng phất khiến Ký Minh cũng thấy nhột. Ninh Mông đang định vào nhà thì làm rơi đống hồ sơ cô đang nghiên cứu, tiện tay Ký Minh cầm lên xem, nói rằng công ty này có vấn đề, nhưng tính nhỏ nhen anh bảo thân thiết gì mà nói rồi đi vào. Nghĩ đến lời Ký Minh, Ninh Mông tích cực tra lại số liệu của công ty, sau đó cố tình gọi điện hỏi dò Ký Minh xem đã tìm đúng chưa. Anh lại nhất quyết không trả lời, nhưng với kinh nghiệm làm thư ký 3 năm thì Ninh Mông đã đi guốc trong bụng anh rồi nên biết ngay đáp án. Sau đó cô tìm Thạch Anh để nói vấn đề. Thế là hai người đến ngay công ty đó để bàn bạc chuyện ngừng đầu tư. Ninh Mông được tuyên dương ở dự án lần này. Ký Minh biết vậy cũng khen cô thông minh đấy. Thạch Anh lại giao tiếp một dự án nữa cho Ninh Mông, lần này sẽ hợp tác cùng Ký Minh. Cô gọi điện chào hỏi anh về dự án mới, anh gợi lại chuyện giúp tìm ra vấn đề dự án trước muốn cô cảm ơn, nhưng Ninh Mông nào có nhận, cô nói là mình tìm ra, gọi anh để kiểm tra thôi. Không cam tâm cô qua cầu rút ván, anh đến tận nhà Ninh Mông chặn cửa đòi cô cảm ơn đàng hoàng. Thấy Ký Minh bám dai quá, Ninh Mông đành cảm ơn cho xong. Ký Minh không ngờ giờ cô lươn lẹo thế, mỏ còn hỗn nữa. Cũng phải thôi, giờ cô đâu là cấp dưới của anh nữa. Vậy chứ anh rất khoái chí khi cô lại làm việc dưới trướng của mình. Đang ngồi đập hộp đôi giày mới, Ninh Mông nhận được điện thoại nói Ký Minh muốn cô trực tiếp đến công ty trao đổi. Cô bạn biết được liền khuyên cô phải giống trong tâm thế gặp lại người yêu cũ, xinh đẹp lộng lẫy vào cho anh ta sáng mắt ra. Vừa đến công ty, mọi đồng nghiệp cũ đều bất ngờ trước sự thay đổi của Ninh Mông. Ký Minh thấy còn trêu cô giờ cũng biết đi cà kheo rồi cơ đấy, anh cũng để ý người ta quá cơ, sau đó Ninh Mông bảo đi đối chiếu hợp đồng rồi chuồn nhanh.
Xuống đến sảnh thì cô gặp Tư Điềm, không nhận ra nhưng cô ta cũng không khỏi ganh tị, lại cà khịa Ninh Mông cách ăn mặc. Ninh Mông cũng chẳng thèm chấp. Kỳ Minh biết Ninh Mông ra về mà không chào hỏi mình tiếng nào lại gọi điện trách. Thấy cô đắc ý, anh liền bắt từ nay mọi công việc cô đều phải trao đổi qua anh. Thạch Anh giao Ninh Mông nhiệm vụ trao đổi với đối tác. Nhưng khi gọi điện ông ta lại tỏ vẻ thái độ với Ninh Mông vì cô không có cấp bậc gì trong công ty. Kỳ Minh lại nhân cơ hội này làm khó Ninh Mông. Anh liên tục gọi điện, nhắn tin đòi tài liệu còn bắt cô đích thân đưa đến, nhưng không nói hết một lượt, để cô cứ phải chạy đi chạy lại. Ninh Mông bên này hết lần này đến lần khác liên lạc đòi tài liệu khiến ông đối tác bên kia cũng khó chịu, chẳng thèm trả lời cô nữa. Không liên lạc được, cô đành chạy tới công ty ông ta nhưng ông ta tan làm rồi. Ninh Mông vội chạy về giữa trời mưa xối xả. Không ngờ bên họ đã đưa nó trước cho Thạch Anh. Cô lại tức tốc chạy đến đưa nó cho Kỳ Minh. Trời vẫn đang đổ mưa, thế quái nào anh lại bảo cần thêm tài liệu. Cô không chịu được nữa nên hỏi anh gây khó dễ phải không, sao không nói luôn một lần, công ty bên kia là đối tác, cứ hết lần này này khác đòi tài liệu khiến cô rất khó xử. Anh lại liên tục nói cô làm việc không nghiêm túc mà trễ nải, nếu không có năng lực thì đừng làm nữa. Đến lúc này, cơn giận đã lên đỉnh điểm, cô mắng anh ngoài có tiền ra thì anh là cái thá gì rồi bỏ đi. Ấm ức đứng khóc dưới mưa một hồi, không chịu lời sỉ nhục của Kỳ Minh, cô quyết tâm đến tìm ông trợ lý kia đòi tài liệu cho bằng được. Sau một hồi gay gắt thì ông ta cũng chịu nhượng bộ. Cô đang hí hửng thì bị Thạch Anh gọi về công ty nói tài liệu đã bị trả về vì chưa được đóng dấu giáp lai. Biết là lỗi của bản thân nên Ninh Mông không có gì giải thích. Thạch Anh hiểu mấy ngày nay cô ấm ức thế nào nên cũng không trách mà còn an ủi, nhìn thấy bản thân mình năm xưa ở Ninh Mông nên mong cô cố gắng để không phụ lòng. Thấy bỏ bao nhiêu công sức lại tự làm hư bột hư đường, cô ngồi dưới sảnh khóc như mưa. Cô vô tình nhìn thấy Kỳ Minh, biết đã hiểu lầm anh không cố ý trêu đùa, Ninh Mông vội che mặt nhưng sao qua mắt được Kỳ Minh. Cô quay ra xin lỗi anh, thấy cô đang mít ướt anh lại dịu dàng, ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm, đến cô cũng phải ngạc nhiên. Về đến nhà đã mệt rã rời, Ninh Mông lại nhận được điện thoại bảo đến đón Kỳ Minh say rượu, cô đành nhận lời. Không ngờ đến đây, cô gặp lại đàn anh Tô Duy Nhiên, grad thời đại học của cô. Thấy một mình Ninh Mông vật vã, anh đề nghị đi theo hỗ trợ. Bầu không khí trên xe thật ngượng ngùng, hai người chỉ nói với nhau vài câu qua loa. Ninh Mông vẫn chu đáo đắp chăn, pha nước giải rượu cho Kỳ Minh rồi mới về. Cô còn vô tình thấy anh đã dùng bình nước cô tặng. Ra đến ngoài, cô ngạc nhiên khi thấy đàn anh vẫn đứng đợi, thì ra anh cũng nhận ra cô nhưng tưởng cô đã quên nên khi nãy không nói gì. Hai người đi dạo một lúc nói chuyện thật vui vẻ. Về đến nhà, Ninh Mông vẫn còn bồi hồi, kể ngay cho bạn thân thì được khuyên đừng để tuột mất cơ hội. Cô nhìn hình anh mà cười tủm tỉm suốt, có tình yêu vô là khác hẳn. Kỳ Minh bên này tỉnh dậy thấy bình giải rượu tình yêu của mình cũng bất giác mỉm cười. Kỳ Minh tìm ra vấn đề của công ty Y Nguyên, họ không thể hợp tác với công ty này nữa, phải đổi thành viên hợp doanh. Đến công ty, còn chưa hiểu chuyện gì, cô quản lý đã nói Thạch Anh đang ngồi với Tư Điềm, không khí có vẻ căng thẳng nên cô chuẩn bị tinh thần làm cô hơi rén. Cô lại hết sức ngạc nhiên khi thấy Tư Điềm niềm nở với mình đến thế. Thì ra là muốn hỏi về việc hợp tác công ty kia, từ đây cô mới có vốn cho dự án chạy AV. Ninh Mông đã đưa ra những vấn đề trước đó đã bàn bạc với Kỳ Minh nhưng Thạch Anh và Tư Điềm đều muốn cô xem xét lại. Tư Điềm năn nỉ cô đi nói giúp với Kỳ Minh. Thạch Anh cũng khuyên cô nên bàn bạc lại với Kỳ Minh vì anh ấy cũng rất để ý đến lời cô nói. Sau một hồi suy nghĩ cũng như nhận được sự góp ý từ bạn bè, đồng nghiệp thì đến tối cô quyết định gọi cho Kỳ Minh. Anh nói đến phòng đấu kiếm, đợi anh đấu xong trận thì nói chuyện. Đứng trên cao theo dõi, dường như cô được thông não mà hiểu ra tấn công thời điểm không thích hợp là mạo hiểm. Sau trận, Kỳ Minh đi lên thì Ninh Mông không bàn bạc gì nữa, chỉ khen anh hết lời rồi rời đi làm cho anh cũng ngơ ngác. Cô gọi điện cho Thạch Anh nói rằng mình đồng ý với Kỳ Minh về việc đổi công ty đối tác, sau một hồi đưa ra lý do Thạch Anh cũng đồng ý. Về nhà, Tư Điềm đã chặn ở cửa, không được như ý nên cô ta không còn ngon ngọt nữa, cũng may Vũ Hàn về giải vây cho Ninh Mông. Hôm sau, đến công ty Kỳ Minh, Ninh Mông đứng ngoài nghe anh đang mắng như tát nước vào mặt Tư Điềm. Tư Điềm khóc nức nở, vùng vằng bỏ vào nhà vệ sinh. Đã thế còn hết giấy phải lấy từ Ninh Mông. Tư Điềm ra ngoài thì mặt trông lem luốc thấy sợ, cô nói mọi người đều coi thường mình xong lại khóc như mưa. Ninh Mông bên cạnh thấy thế vỗ vỗ an ủi. Một hồi sau đã dịu, Tư Điềm mới phát hiện bộ dạng co giống ai của mình, may có đồ của Ninh Mông dùng tạm, tưởng không ra gì mà lại đẹp không tưởng. Thế là tình cảm chị em, ra ngoài cô còn khoác vai bá cổ tươi cười mời Ninh Mông đi uống rượu làm hai ông anh bên cạnh cũng phải ngạc nhiên. Không ngờ, khi có chung chủ đề, hai người hợp nhau đến lạ, đua nhau nói xấu Kỳ Minh, hai người giờ như đôi bạn thân.
Thạch Anh báo với Ninh Mông đã tìm được đối tác mới và tiếp tục giao cho cô phụ trách. Công việc sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi, dự án được ký kết. Cô ấy còn bảo với Ninh Mông là Ký Minh nghĩa khí vẫn đề nghị cho cô đảm nhiệm khiến cô có chút bối rối. Ký Minh thì sau khi Chửi Tư Điểm thấy cũng áy náy nên đưa một dự án cho Vũ Hàn và Tư Điểm đầu tư kiếm lời, không để tiền đi lung tung nữa. Gặp Ký Minh ở thang máy, Ninh Mông gửi lời cảm ơn nhưng nói đến khi làm giám đốc mới trả. Ký Minh nói vậy chắc anh phải đợi đến khi về hưu quá, nhưng Ninh Mông không hề thua kém, nói sẽ sớm cho anh về hưu, ha ha. Ngày lễ Giáng sinh, Vũ Hàn mời Ký Minh đi ăn, mới từ chối xong mà nghe có Ninh Mông anh đổi ý liền, nhưng vỡ mộng khi đến nơi mới biết cô ấy có hẹn rồi. Bất ngờ hơn khi ba người đột nhiên nhìn thấy Ninh Mông ở bàn bên cùng với Tô Duy Nhiên. Ký Minh có vẻ khó chịu khi thấy Ninh Mông đi cùng với trai lạ khác. Vì quá tò mò nên bà Hoàng ngoại giao Tư Điểm đã ra chào hỏi và làm quen, tranh thủ hỏi về mối quan hệ của hai người. Vũ Hàn và Ký Minh sau đó cũng qua còn đề nghị ăn chung. Trên bàn ăn, không khí đáng lẽ rất vui vẻ, nhưng từ sau khi biết mình vô tình làm bà mai cho hai người họ, Ký Minh trở nên cục xúc, anh hết chê bai ý tưởng dự án của Duy Nhiên, lại liên tục nói đều Ninh Mông. Vũ Hàn và Tư Điểm nghe còn thấy khó chịu thay. Không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng hơn, đỉnh điểm Ký Minh còn sai cô đi rót nước rồi kể một câu chuyện ví cô chỉ là thư ký mà không biết lượng sức mình. Ôi phỉ phui cái miệng này đi. Ninh Mông tức giận bỏ về, Duy Nhiên chạy theo an ủi cô đừng bận tâm đến những gì người khác nói, quan trọng là bản thân mình vững tâm. Anh muốn đưa cô về nhưng muốn ở một mình nên cô từ chối. Tư Điểm và Vũ Hàn sau đó cũng mắng Ký Minh một trận rồi bỏ về, vậy mà mặt anh vẫn cứ vênh lên chẳng nhận là mình sai, quá trời cái mỏ hỗ này. Trước mặt Grad mà bị hạ bệ thế này, Ninh Mông không thể nuốt trôi, về nhà cô lại kể cho bạn thân nghe. Nhưng trọng tâm sau đó là chuyện cô bạn hóng hớt được về Duy Nhiên, anh sau khi bị chị bạn gái cũ đá đã không quen thêm một ai, chỉ nỗ lực làm việc, bây giờ là cơ hội của Ninh Mông. Ký Minh bên này còn sân si tìm quyển sách Duy Nhiên tặng Ninh Mông là gì nữa. Đến sáng, thấy áy náy, anh còn dò hỏi Tiểu Dương anh nói rót nước như thế là quá đáng lắm sao, muốn gặp Ninh Mông để nói chuyện nhưng cô lại sai thực tập qua khiến anh khó chịu trong lòng ghê. Cuối tuần, ba người Ninh Mông, Tư Điểm, Vũ Hàn đi cắm trại cùng nhau. Ký Minh nhắn tin cho Vũ Hàn nhưng mãi chẳng thấy câu trả lời, lại còn thấy ảnh ba người đang chơi vui vẻ cùng nhau mà cay không chịu được. Tối đến khi đang ăn đồ nướng uống bia thì Ký Minh gọi điện, nhưng cả ba người đều lần lượt xui nhau tắt máy đầy phấn khích làm cho Ký Minh ở nhà càng tức lộn ruột. Cũng trong bầu không khí ấm áp này, tình cảm giữa Vũ Hàn và Tư Điểm đã nở hoa. Hôm sau Ký Minh tới nhà lôi đầu Vũ Hàn dạy trách chuyện tắt máy, nhưng khi nghe Vũ Hàn giảng giải một bài phân tích về lỗi lầm quá đáng của anh mới như sáng mắt ra, anh là nợ Ninh Mông một lời xin lỗi. Ninh Mông vô tình gặp lại Duy Nhiên, vừa hay anh mới bàn xong chuyện với đối tác còn được tặng sản phẩm dùng thử nên anh rủ cô cùng trải nghiệm. Thật là thích thú, hai người cùng bên nhau vui vẻ, trông có khác gì đang yêu nhau không chứ. Trên đường về họ vẫn còn ríu rít bàn về chuyện đầu tư. Cô vừa lên đến nhà thì Ký Minh ở nhà đối diện chạy ra nhưng Ninh Mông chẳng thèm quan tâm. Anh tính nói xin lỗi mà không chữa được bệnh sĩ diện nên lời xin lỗi thành lời kêu gọi cô về lại công ty, anh cho làm đầu tư vì tưởng cô thích đầu tư. Cô lại thấy anh coi mình không ra gì, càng tức giận hơn. Vẫn phải nói xin lỗi nên sáng sớm Ký Minh lại đến chặn cô ở thang máy, thấy càng nói càng rối nên Ninh Mông bỏ đi thang bộ. Ký Minh vẫn tiếp tục đuổi theo, cô đã hiểu ý anh muốn cầu hòa xin lỗi nên cho qua cho xong chuyện. Ấy thế mà anh lại nhắc đến Tô Duy Nhiên, dù lo lắng anh ta là người xấu muốn cảnh báo cô nhưng với cái mỏ hỗn này anh lại làm cô tức lên. Anh đuổi ra đến tận ga tàu điện ngầm nhưng mọi chuyện vẫn không khá hơn. Đến giờ lên tàu, mọi người chen lấn xô đẩy nhau, Ký Minh không có kinh nghiệm nên lạc giữa họ, Ninh Mông nhân cơ hội cắt đuôi được anh. Ký Minh đến được công ty trong bộ dạng tơi tả khiến Tiểu Dương cũng phải thắc mắc sáng nay anh đến công ty kiểu gì. Anh vì Ninh Mông là thế mà kết quả thì hỡi ôi. Ninh Mông lần này lại được giao cho một dự án mới, sẽ cùng hợp tác đầu tư với Ký Minh. Cô được cử đi để thẩm định, Ký Minh nhân cơ hội cùng đi luôn. Định cho cô đi nhờ xe, nhưng lại thành ra đòi cô làm tài xế, Ninh Mông bái bái ngay lập tức, đường ai nấy đi. Giám đốc này lại phân biệt đối xử với Ninh Mông, anh ta chỉ niềm nở tiếp đón Ký Minh. Không những thế Ký Minh được sắp xếp ở khách sạn 5 sao còn Ninh Mông chỉ được ở nhà nghỉ. Anh nói Vũ Hàn gọi điện bảo cô đến chỗ họ, nhưng có liên quan tới Ký Minh thì cô không cần. Sáng hôm sau Ký Minh đến văn phòng tài liệu Ninh Mông đang làm, phòng vừa bé, vừa bụi, đúng là thử thách đối với người sợ dơ như anh, nhưng không nề hà, anh vẫn ở đó cùng cô. Miệng thì cứ bô bô lạnh lùng chứ đến lúc làm việc Ký Minh rất nhiệt tình giúp đỡ Ninh Mông, hai người còn ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Vì không muốn Ninh Mông bị phân biệt đối xử nên Ký Minh từ chối ăn nhà hàng mà cùng cô đến nhà ăn, nhìn mấy món chưa thử bao giờ anh cũng hơi rén. Nhìn dáng vẻ lúng túng của anh làm cô bật cười,
Sau đó Ninh Mông rút trong túi ra hũ rau dưa thần thánh, ăn với cơm thì hết nước chấm. Kỳ Minh thử thì thấy ngon thật, còn vừa ăn vừa được nghe Ninh Mông kể chuyện cười, thú vị đó. Đến tối thấy việc đối chiếu phỏng vấn của nhân viên với báo cáo của doanh nghiệp cô làm một mình không xuể, Kỳ Minh đề nghị tới chỗ cô để giúp một tay khiến cô quá chừng ngạc nhiên. Đang ngồi làm việc, anh nhìn thấy một con bướm, vốn sợ côn trùng nên anh không thể tập trung được, nó còn đậu trên tay khiến anh hú hồn, đành nói Ninh Mông xử lý nó. Cô rút dép ra đuổi một vòng thì gõ thẳng đầu Kỳ Minh mà vẫn không trúng. Thấy nó đậu trên cái vòi chữa cháy thì cô nói anh đập. Bướm thì ngỏm rồi mà đột nhiên nước ở vòi phun tung tóe làm hai người vội ôm tài liệu bỏ chạy. Thấy tình hình có vẻ bất ổn, Kỳ Minh nói cô dọn đến chỗ mình ở, nhưng cô lại tiếp tục từ chối. Anh nhìn cô thấy mà thương. Đến đêm thì cô bắt đầu bị sốt. Kỳ Minh gọi điện qua nghe giọng cô mệt mỏi mà khuyên đừng cố quá. Sau đó anh nói cô gửi bản hợp đồng nhưng cô gửi sai, gọi điện lại thì chẳng thấy trả lời nữa. Anh vội chạy đến chỗ cô, muốn nhân viên mở cửa nhưng không được. Anh giật luôn cái thẻ, mở cửa xông vào, thấy cô nằm trên giường gọi mãi mới tỉnh lại còn sảng nên anh vác cô lên xe vào bệnh viện. Kỳ Minh sau một hồi lóng ngóng, cũng chạy đôn chạy đáo làm giấy tờ rồi lấy thuốc. Đến cô y tá nhìn cũng bảo sướng nhất Ninh Mông, có được anh bạn trai quan tâm chăm sóc như thế. Cô tự nhiên thấy cảm động ngang. Cứ như vậy anh ở bên cô suốt cả đêm, còn ngủ gục luôn ở bàn. Mỏ anh hỗn thật nhưng tâm anh tốt. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy anh đang ngủ say, Ninh Mông không muốn đánh thức nên rón rén xuống giường, cô muốn đi vệ sinh. Vậy mà Kỳ Minh cũng dậy, còn tưởng cô bỏ chạy. Ninh Mông đang loay hoay với bịch nước biển thì Kỳ Minh từ đâu đi đến cầm giúp, cô lại được phen tròn mắt ngạc nhiên. Sau đó cô cũng được bác sĩ cho xuất viện. Trở về nhà nghỉ, Kỳ Minh liền đăng ký thuê một phòng, anh muốn ở lại đây cùng với Ninh Mông nên lấy cớ phải tăng ca, đi qua đi lại sẽ mất thời gian. Kỳ Minh về khách sạn dọn đồ rồi đem đồ ăn tối đến. Ninh Mông đi siêu thị, hóng hớt được doanh nghiệp cô đang thẩm định chuẩn bị sa thải số lượng lớn nhân viên để thay bằng máy móc. Giám đốc còn giới thiệu nhân viên đến công ty khác để có thể kiếm được một phí ổn định từ những nhân viên đó. Đây cũng là một mối lo ngại, thay đổi lớn mà không đủ tài lực. Cô về kể cho Kỳ Minh nghe, anh cũng đồng ý với cô. Kỳ Minh sau đó về phòng của mình, anh loay hoay mãi cũng tắm được, đến khi đặt lưng nghỉ ngơi thì tiếng xe cô ồn ào anh không chợp mắt nổi. Ninh Mông biết ý liền đưa tai nghe cho anh, cô đúng là 10 điểm không có nhưng. Hôm sau hai người vừa đến xưởng thì thấy vô cùng ồn ào, các nhân viên đều bức xúc vì sẽ bị sa thải. Hai người đợi anh giám đốc giải quyết xong thì lên văn phòng nói chuyện, Kỳ Minh quyết định không đầu tư vì việc giải quyết nhân lực có vấn đề. Sau khi giải thích một hồi, hai người còn khuyên anh giám đốc nên chậm lại quá trình cải tiến kỹ thuật để con người dần dần thích nghi rồi từ từ mới ổn định. Tối đến, Ninh Mông còn chạy đến đưa anh ta tạp chí, nhắc nhớ về phương châm làm việc của ba mình, Phượng Hoàng đồng hành, cùng hội cùng thuyền, để mong anh không bỏ rơi những người công nhân. Xong việc, định trở về nhà nghỉ thu dọn đồ, thì Vũ Hàn đã ở đó, anh bày ra một tiệc mừng. Trên sân thượng thoáng đãng gió mát này mà Kỳ Minh phàn nàn suốt. Ninh Mông mới hỏi sao Vũ Hàn làm bạn được với Kỳ Minh. Hóa ra, thời đi học, Kỳ Minh cứu anh khỏi bọn côn đồ nên họ gắn bó từ đó. Ninh Mông cũng kể về thời đi học khét lẹt của mình, cùng lúc cô cũng không ngần ngại kể về chuyện khởi nghiệp phá sản của bố, đó cũng là lý do mà cô nhất định muốn làm đầu tư. Kỳ Minh nghe mà thấy ngưỡng mộ vì gia đình cô còn cùng nhau trải qua khó khăn. Gia đình anh thì không hạnh phúc, mẹ anh bỏ đi, sau đó mất vì bị ung thư, anh chạnh lòng khi chỉ được sống trong sự hà khắc của bố mà không có mẹ kề bên. Ninh Mông cũng rất đồng cảm, nhưng nói bố anh cũng rất tốt, có dịp hãy đi câu cùng ông ấy. Hết bia, cô tính đứng dậy đi mua mà vấp phải chai bia, mất đà, Ninh Mông ngã vào người Kỳ Minh. Hai người vô tình môi lại kề môi làm không khí chợt trở nên ngại ngùng. Thế là cả hai đều giả vờ chóng mặt rồi chuồn lẹ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ninh Mông nhớ lại nụ hôn đó vẫn còn nổi da gà, ngại ngùng còn chưa hết, đành phải giả vờ không nhớ gì còn không dám nhìn mặt nhau. Đã vậy Vũ Hàn còn cứ kéo cô đi xe về chung. Trước khi ra về, Vũ Hàn cùng hai người chụp hình kỷ niệm những lần đầu cùng nhau. Nhìn mặt hai người họ đúng hài, vậy là vui dữ chưa? Không khí ta nói nó sượng chân khi trên radio còn phát bài xin đừng né tránh nụ hôn của anh. Ha ha. Về đến thành phố, Tư Điểm ra đón Vũ Hàn, công khai luôn rằng hai người đang hẹn hò, nhìn họ phát cơm chó, hai người lại không khỏi ngại ngùng. Ninh Mông còn chưa hiểu rõ cảm giác mình thế nào, phải gọi cô bạn thân hỏi thử, ai dè cô ấy nói là thích rồi làm Ninh Mông càng thêm bối rối. Cả Ninh Mông và Kỳ Minh đều mở tấm ảnh chụp chung ra xem, lại nghĩ đến chuyện đã xảy ra mà trằn trọc mãi không ngủ. Đã vậy, sáng hôm sau, Kỳ Minh có cuộc họp với công ty của Thạch Anh, tưởng ngủ bù được ít trên xe mà anh tài xế đi đường tắt, đến sớm hẳn 30 phút làm Kỳ Minh ngồi đợi dài cổ. Ninh Mông bước vào thấy anh,
vẫn rất chi là ngại ngùng mà tay chạm tay thôi cũng hết cả hồn. Tan họp, Vũ Hàn muốn cả ba cùng đi ăn cơm nhưng Ninh Mông và Ký Minh đều từ chối vì bận. Vũ Hàn ngày càng thấy biểu hiện của hai người rất lạ. Khi Ninh Mông không đi, Ký Minh lại hết bận rồi đi ăn cùng Vũ Hàn. Anh giả vờ lấy cớ dùng một người bạn để hỏi về nụ hôn hôm đó. Nhưng làm sao qua mắt được Vũ Hàn, anh ta đoán được ngay là chuyện của hai người. Chúng tim đen, Ký Minh vội giải tán. Sau khi về nhà Vũ Hàn, Ký Minh thủ sẵn túi rác, Ninh Mông vừa về là anh mở cửa ra liền, giả vờ tình cờ gặp. Đang e thẹn không biết nói gì thì Vũ Hàn thò đầu ra hỏi mối quan hệ của hai người đến mức nào rồi hay là hôn rồi. Ký Minh thấy thế tay cầm túi rác bịt miệng Vũ Hàn lôi vào nhà. Ký Minh giải thích chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Sau khi phân tích một lúc thì Ký Minh vẫn một mực từ chối rằng mình không rung động với Ninh Mông, anh còn chung tình với người yêu cũ. Nhưng nếu Ninh Mông thích anh thì sao? Chuyện này khiến Ký Minh phải suy nghĩ mà né hoạt động với công ty Ưng Thạch. Bên này, Ninh Mông cũng không khác gì, cô chọn đến cuộc thi khởi nghiệp thay vì cuộc họp với Ký Minh. Cô còn được Thạch Anh chu đáo in danh thiếp mới, chức danh quản lý đầu tư cho cô dễ xã giao. Đã cố tình tránh mặt mà run rủi sao hai người lại gặp nhau ở khách sạn ngày tham gia cuộc thi khởi nghiệp, cô là khách mời, anh là giám khảo. Ký Minh liên tục vạch ra những mặt hạn chế của các kế hoạch khởi nghiệp lần lượt được nêu lên, mọi người đều trầm trồ trước năng lực của anh. Ninh Mông cũng ngồi dưới chăm chú nghe không sót chữ nào. Xong việc, cô đi dạo, cô vẫn đang suy nghĩ làm bài trắc nghiệm tình yêu hay không thì Ký Minh gọi điện nói cô gửi định vị để anh đến vì có chuyện muốn nói. Hai người chèo thuyền ra giữa hồ rồi không chèo vào được, cãi nhau ì xèo, thuyền thì cứ quay vòng vòng tại chỗ. Ngồi đến tận chiều tối Ký Minh mới nói cảm giác dành cho cô không giống người khác, làm cô dấy lên một tia hy vọng. Nhưng lại tắt lịm vì anh nói đó là tình anh em, anh còn nói cô đừng tơ tưởng gì đến nó nữa, trong lòng anh đã có người mình thích rồi. Ninh Mông hơi sượng nhưng cũng nói trong lòng có nam thần rồi. Ký Minh đoán ngay là Tô Duy Nhiên, còn chê mắt nhìn người của cô. Hai người sau đó được kéo vào bờ, anh đưa tay đỡ cô lên nhưng cô không thèm nữa. Ninh Mông về tới nhà vẫn còn suy nghĩ lời Ký Minh nói mà trong lòng bứt rứt. Bên này, Ký Minh cũng đang đứng dưới bầu trời đêm, anh nhớ đến khoảnh khắc cô không nắm lấy tay mình mà hụt hẫng. Hôm sau, trên đường về, trên tàu Ninh Mông làm quen được với một ông giám đốc. Dự án thiết bị tập thể dục của ông không được vào vòng trong cuộc thi khởi nghiệp, Ninh Mông ngỏ ý muốn xem thử và thấy rất thú vị. Sau đó cô còn sắp xếp đến công ty của ông ấy để thẩm định sản phẩm. Ninh Mông cũng nói với Thạch Anh và rất được cô ủng hộ. Đang làm việc thì Ninh Mông nhận được điện thoại, dì Lưu muốn cả nhà cùng ăn cơm trong dịp sinh nhật Ký Minh sắp tới, nhờ cô nói giúp. Không còn làm chung nên Ninh Mông ngại không dám nhận nhưng sau một hồi suy nghĩ thì cô đồng ý sẽ gọi điện giúp. Vừa nhận được điện thoại của Ninh Mông hỏi sinh nhật có rảnh không, tưởng có kèo thơm nên anh rời hết lịch trình. Đến lúc biết là phải về nhà ăn cơm thì anh thay đổi, con người ngang ngược lại đòi Ninh Mông phải cùng đi, cô đành phải đồng ý. Dì Lưu thấy hai người thì vô cùng vui vẻ còn bố thì vẫn cộc cằn. Ông đang chuẩn bị đi câu cá, Ninh Mông đẩy Ký Minh hùa đi chung tìm cơ hội hai bố con nói chuyện. Đi câu cá mà hai người ngồi cãi nhau không để miệng ăn ra non. Muốn khoác áo cho bố mà ông lại dãy nảy lên bảo anh dọa cá đi hết, Ký Minh chán không muốn nói. Kết quả hai người về nhà với cái xô không, chẳng câu được con nào. Ký Minh nhìn Ninh Mông lắc đầu ngao ngán. Đến khi cả nhà ngồi vào bàn ăn thì dì Lưu nhắc đến bệnh cao huyết áp của bố, Ký Minh muốn quan tâm vài câu nhưng ông vẫn dùng thái độ gay gắt nói chuyện. Chuyện lên đến đỉnh điểm khi anh nhắc đến chuyện cũ về mẹ, vì trong lòng bố có ai ngoài bố chứ, sao nhớ đến mẹ, đến con, đến dì Lưu. Ông nói nếu không muốn về thì đừng về nên Ký Minh đứng dậy bỏ đi, Ninh Mông cũng đuổi theo anh. Trên đường về Ninh Mông an ủi anh hôm nay đã rất cố gắng rồi, từ từ không cần vội. Bỗng bụng anh kêu réo vì chưa ăn được gì, Ninh Mông rủ anh lên nhà cùng ăn mì. Đang ăn thì mẹ gọi đến, nhắc đến chuyện ông chủ cũ làm Ký Minh sặc nước, bà phát hiện ngay trong nhà có người. Chưa kịp giấu thì điện thoại anh lại reo, bà đoán là bạn trai mập mờ khiến cả hai ngượng đỏ mặt, rồi bà cúp cho hai đứa có không gian riêng. Tay nghề của cô cũng được phết, anh ăn đến bát thứ ba thì Ninh Mông chúc anh sinh nhật vui vẻ khiến anh đứng hình mất 5 giây, sau đó đành trêu răng cô dính hành để xóa tan cái sự đơ này. Về đến nhà, Ký Minh bỗng nhận được tin nhắn của người chị tên Y Mộng mà anh vẫn thích thầm, cô nói sẽ về nước, muốn Ký Minh ra đón. Hôm sau Ninh Mông cũng ra sân bay để đón cô bạn Vu Kỳ. Hai người đang vui vẻ vì được gặp lại nhau thì Ninh Mông chợt nhìn thấy Ký Minh và Y Mộng ôm nhau làm cô đứng hình mất nhiều giây. Ký Minh dẫn Y Mộng về nhà, anh muốn pha cà phê cho cô ấy uống mà không biết cách liền gọi cho Ninh Mông. Ninh Mông từ sau khi nhìn thấy cảnh hai người thì có vẻ không vui, anh còn gọi để học cách tự tay pha cà phê cho cô gái kia khiến cô không khỏi chạnh lòng. Mấy hôm sau, Thạch Anh xem bản báo cáo về dự án của Ninh Mông xong thì nói cô liên lạc với Ký Minh.
Ninh Mông dù không muốn nhưng vẫn phải nghe theo lời sếp. Cô ngay sau đó cũng gửi mail dự án cho Ký Minh, còn điện thoại, nhắn tin nhưng không thấy anh trả lời. Bên này anh đang ăn tiệc mừng chị Mộng về nước mà bỏ qua luôn tin nhắn của cô. Đến tối Ninh Mông phải gọi điện cho Tiểu Dương đặt lịch hẹn với Ký Minh giúp mình. Đến nơi chưa nói được mấy câu, Ký Minh có điện thoại, Vũ Hàn nói hóng hớt được rằng Y Mộng cùng bạn trai ở bên Mỹ đã chia tay. Ninh Mông thấy anh như thế cũng chỉ biết ngồi đợi. Ký Minh về nhà thấy Y Mộng chưa ăn gì, còn đang uống rượu, cô rủ anh ăn mì gói. Ký ức lúc nhỏ giữa hai người lại ùa về. Bên này, Ninh Mông trên đường về vô tình gặp Vũ Hàn, dự án của cô Ký Minh đã giao cho anh ấy vì bận lo cho Y Mộng. Nhân lúc này Ninh Mông cũng hỏi về mối quan hệ giữa hai người họ. Vũ Hàn nói rằng từ cấp 1 lên cấp 3 thì Y Mộng đều ở bên cạnh Ký Minh. Trước lúc Y Mộng sang Mỹ, Ký Minh đã tỏ tình nhưng cô ấy nghĩ cậu trẻ con nên không quan tâm. Bao nhiêu năm nay, Ký Minh vẫn luôn đợi Y Mộng trở về. Về đến nhà Ninh Mông vẫn cảm thấy rất khó chịu. Vu Kỳ bên cạnh hỏi vòng vòng, cuối cùng cô đã chịu thừa nhận mình có tình cảm với Ký Minh. Nhưng bây giờ thật khó, người trong lòng anh ta đã về đây rồi, nên nhân lúc còn rung động ít này, từ bỏ thôi. Ký Minh thấy khuya rồi Y Mộng còn đang uống rượu chưa ngủ, anh đến an ủi, nói rằng không cần giấu những chuyện kia nữa, cứ khóc ra cho thoải mái, khiến cô thật biết ơn khi có anh bên cạnh. Thấy bên Ký Minh mãi không phản hồi về dự án nên Thạch Anh nói Ninh Mông sang công ty gặp để thúc giục anh. Như dự đoán, Ký Minh nói không hứng thú với dự án lần này, Ninh Mông cũng không nói gì thêm. Về công ty báo cáo thì Thạch Anh nhất quyết muốn Ninh Mông thảo luận rõ lại. Ninh Mông thắc mắc sao cứ phải phụ thuộc vào ý kiến của Ký Minh thì Thạch Anh nói công ty nhiều kinh nghiệm như vậy, nhất định phải nắm lấy. Ninh Mông lại cho rằng Thạch Anh nâng đỡ cô vì muốn lợi dụng mối quan hệ giữa cô và Ký Minh. Thạch Anh trả lời thẳng thắn, cô ấy tuyển cô là vì xem trọng năng lực và tiềm năng phát triển, nhưng các mối quan hệ cũng là ưu điểm của Ninh Mông cần được duy trì, nói cô về nhà suy nghĩ thật kỹ. Về đến nhà, Ninh Mông vẫn còn đấu tranh tâm lý cực mạnh, vô tình những khoảnh khắc giữa cô và Ký Minh lại ùa về càng khiến cô suy nghĩ. Có phải dù thế nào, cô cũng không thoát khỏi bàn tay của Ký Minh sao? Sau khi nói chuyện với Vu Kỳ, cô quyết định dọn ra khỏi căn hộ, không muốn cái gì cũng dựa vào Ký Minh mới làm được, sau này cũng tự tin khẳng định rằng tự bản thân mình đứng lên. Hôm sau nghe Ninh Mông nói rõ thì Thạch Anh cũng tôn trọng quyết định của cô, cũng đồng ý cho cô tiếp tục làm dự án về máy chạy bộ. Ninh Mông sau đó cũng nhanh chóng tìm được căn hộ mới, bước sang trang mới. Ký Minh đến nhà Vũ Hàn thì thấy một người đàn ông đi ra từ nhà Ninh Mông. Sau một hồi tra hỏi thì anh chửi lên còn suýt lao vào solo. May thay Vũ Hàn ra can rồi nói cho anh biết là Ninh Mông đã chuyển nhà rồi, Ký Minh lấy tư cách gì để quan tâm Ninh Mông như thế nữa. Được tiếp tục làm dự án, Ninh Mông tích cực đi tìm đối tác mới nhưng gọi điện cho công ty nào họ cũng nói không hợp tác, ngay cả những người trước đó nói chuyện rất vui vẻ ở cuộc thi khởi nghiệp. Vu Kỳ gợi ý tìm Duy Nhiên để tham khảo ý kiến. Anh cũng không đề cao dự án lần này vì chưa có điểm gì đột phá so với thị trường. Thấy vậy Ninh Mông sau đó cũng hẹn với giám đốc Lâm của công ty thiết bị thể dục đó để nói chuyện. Trong lúc trao đổi đột nhiên hai người nghĩ ra cải tiến mới là tích hợp thêm ứng dụng để mọi người có thể giao lưu với nhau. Từ sau khi biết chuyện Y Mộng chia tay bạn trai và tâm trạng của cô luôn trong tình hình bất ổn, Ký Minh lúc nào cũng ở cạnh để an ủi còn dắt cô về nhà thăm bố. Đến nơi thì gặp Ninh Mông mang máy tập thể dục đến cho bố. Ninh Mông thấy thế thì xin phép rời đi trước. Tưởng do mình không đồng ý đầu tư nên Ninh Mông dỗi, Ký Minh chạy theo hỏi nhưng cô chỉ nói do anh để ý nhiều rồi. Sau khi cải tiến, dự án của Ninh Mông đã thu hút được rất nhiều nhà đầu tư đến nỗi cô phải tổ chức một cuộc họp giữa họ để chọn ra đối tác phù hợp nhất. Thạch Anh nói nên mời Ký Minh đến tham gia vì phép lịch sự trong đầu tư. Ninh Mông cũng mời cả Duy Nhiên, anh đã rời tất cả các cuộc họp để đến. Nhắn tin gửi thư mời cho Ký Minh thì không thấy anh trả lời, lại có Vũ Hàn gọi tới nói sẽ đi thay vì Ký Minh bận, Ninh Mông vẫn vui vẻ đồng ý. Buổi hội nghị được diễn ra có sự tham gia của một số nhân vật có tiếng trong giới đầu tư. Đây cũng là buổi giới thiệu đầu tiên mà Ninh Mông tổ chức, có đôi chút lo lắng nhưng khi bước lên diễn thuyết, cô lại tự tin thể hiện đầy thuyết phục. Trong lúc cô đang chăm chú thì Ký Minh cũng đến lặng lẽ theo dõi cô từ xa. Dự án này của Ninh Mông được các nhà đầu tư tranh giành hợp tác. Thấy vậy Ký Minh mỉm cười đầy tự hào rồi rời đi. Xong việc ra cửa vẫn còn thấy Duy Nhiên đợi muốn đưa cô về. Trên xe anh khen ngợi cô đã thể hiện vô cùng xuất sắc, nhưng mục đích chính hôm nay anh đến là vì muốn gặp cô cho anh thấy lại mình ngày xưa cũ. Sau dự án này, Ninh Mông được thăng chức lên làm quản lý đầu tư, khỏi phải nói cô tự hào thế nào. Tiểu Dương đến công ty Ninh Mông nghe tin cũng rất vui còn cầm danh thiếp về khoe với mấy người ở công ty mình. Ký Minh tò mò hỏi thử, nhưng khi biết được, mặt anh lại chẳng có tí cảm xúc nào. Ninh Mông mời bạn thân đi ăn mừng, có cả Duy Nhiên. Khi đến nơi anh còn tặng cô bó hồng to.
Vũ Kỳ rất chi là tích cực đẩy thuyền cho hai người. Ninh Mông vào nhà vệ sinh thì nhận được tin nhắn Ký Minh chúc mừng thăng chức, anh còn bảo công ty mình đúng là nơi đào tạo nhân tài, thiệt hết nói nổi cái mỏ này. Một hôm, Ninh Mông nhận được điện thoại của giám đốc Lâm nói muốn cải tiến mặt sau đơn điệu của máy tập bằng một bức tranh, nhờ cô tìm giúp họa sĩ thiết kế để cùng hợp tác. Sau khi tham khảo, Ninh Mông thấy tranh của Y Mộng khá thích hợp nên đến buổi triển lãm xem. Không ngờ cô gặp được Y Mộng, cô ấy cũng nhận ra Ninh Mông. Hai người nói chuyện một hồi thì Ninh Mông ngỏ ý muốn hợp tác. Y Mộng trước giờ luôn làm việc độc lập, chưa từng hợp tác thương mại nên muốn suy nghĩ thêm. Đúng lúc Ký Minh đi ra gọi Y Mộng vào phỏng vấn, Ninh Mông và anh chỉ chào nhau qua loa. Thấy phóng viên liên tục đả kích chuyện tình cảm của Y Mộng, Ký Minh đã cãi nhau với họ làm Y Mộng khó xử, trách anh tính nóng nảy này chẳng thay đổi gì cả rồi bỏ về trước. Ninh Mông thấy vậy cũng đến bên an ủi anh, khuyên anh nên cho cô ấy chút không gian riêng để tự chữa lành. Trên đường chờ Y Mộng về, Vũ Hàn đã nhắc đến tình cảm Ký Minh dành cho cô ấy bao năm qua vẫn không hề thay đổi, anh ấy vẫn chờ cô. Về nhà, Y Mộng nhớ lại chuyện cũ mà đầy suy nghĩ. Đang nằm phè phỡn, Ninh Mông nhận được điện thoại của Duy Nhiên đang đợi cô trước cửa. Hai người cùng đi dạo, Duy Nhiên nhắc về chiếc đĩa CD cô tặng ngày đại học cùng với mảnh giấy trong đó mà nhờ có Vũ Kỳ nói anh mới biết. Anh hỏi Ninh Mông tình cảm năm đó của cô bây giờ còn không. Nghe thế Ninh Mông đơ cả người vì bất ngờ. Cô nói rằng đó chỉ là chuyện của quá khứ, mọi thứ hiện tại hãy để thuận theo tự nhiên. Bên này, Ký Minh cũng đang trằn trọc vì khi nãy Y Mộng đã ôm anh rồi nói bản thân không muốn bỏ lỡ nữa, anh đã đứng sững vì không ngờ tới, có lẽ cần thêm chút thời gian cho hai người họ. Sáng hôm sau, Y Mộng đã có sức sống hơn hẳn, cô vui vẻ làm bữa sáng còn có hứng khởi làm việc, muốn hỏi thông tin liên lạc với Ninh Mông để hợp tác thiết kế. Vũ Kỳ biết được liền khuyên Ninh Mông nên thử để tâm chút, tìm một người chu đáo ở bên, bảo vệ, có khó khăn cũng không phải gánh vác một mình nữa không tốt hơn sao. Có người làm nghệ thuật trong nhà có khác, hôm nay Ký Minh đã được thay đổi phong cách. Anh đến công ty mà ai nhìn thấy cũng ôm miệng cười. Tiểu Dương còn vô tình thấy anh đi tất vàng chấm bi mà cười không ngậm được miệng, giám đốc Nhậm Lanh hơn còn hỏi xin link để order một đôi. Y Mộng đã gọi điện cho Ninh Mông, sau đó có cuộc gặp mặt giữa giám đốc Lâm và Y Mộng, Ký Minh cũng đến. Hợp đồng được ký kết thành công, ông giám đốc còn khen Y Mộng và Ký Minh đẹp đôi khiến anh ngượng ngùng, vừa quay sang xem cảm xúc của Ninh Mông nữa. Khi Ninh Mông đang ở cùng Vũ Kỳ thì Duy Nhiên gọi đến mời cô cuối tuần đi xem phim, Vũ Kỳ đương nhiên đẩy thuyền nhiệt tình nên Ninh Mông đành phải đồng ý. Bên này, Y Mộng cùng Ký Minh ăn mừng ký được hợp đồng thương mại đầu tiên, cô cũng rủ Ký Minh cuối tuần đi xem phim thư giãn. Ở rạp chiếu phim, Ký Minh vô tình nhìn thấy Ninh Mông cùng Duy Nhiên đi vào. Xem phim hài mà cả buổi mặt anh cứ cau có khó chịu, mắt còn liên tục hướng về cô. Ra ngoài hai bên lại chạm mặt nhau, cái mỏ hỗn của Ký Minh lại bắt đầu hoạt động, chê Duy Nhiên phí tiền vé quá, phim chẳng ra gì cả. Thấy sắp không nói chuyện hẳn hoi được nữa, Ninh Mông liền rời đi trước. Sau đó cả hai bên đều hiểu lầm đối phương đang hẹn hò, còn nghĩ họ rất đẹp đôi. Ninh Mông đến chỗ Thạch Anh thông báo tin vui sản phẩm được tiêu thụ rất tốt thì nhận được điện thoại của giám đốc Lâm báo là tranh mà Y Mộng cung cấp bị dính bản quyền bởi một người tên Tùy Đường. Anh ta đã đăng ký bản quyền bức tranh ở Mỹ. Sau khi đến hỏi Y Mộng thì mới biết anh ta chính là bạn trai cũ của cô, vì xung đột tính cách nên hai người chia tay, anh ta đã sao chép bức tranh này. Suy nghĩ một lúc thì Y Mộng chợt nhớ ra cũng có một bức tranh tương tự được cô vẽ hồi đại học. Nếu tìm được bức tranh đó thì có thể chứng minh cô không sao chép tranh, nhưng nó đã bị bán cho một người mở phòng trưng bày. Ba người tìm đến tận phòng trưng bày đó nhưng nó đã bị bán. Lại tiếp tục đi tìm thì chủ nhà hàng nói tranh trước kia được treo trong nhà hàng nhưng đã có một người đàn ông đến nhất quyết hỏi mua bằng được nó rồi. Tìm được nhà người đàn ông đó mới biết anh gà trống nuôi con, kỳ lạ là con bé khi nhìn thấy bức tranh trở nên ngoan ngoãn và bình tĩnh hơn nên anh quyết định mua về treo đầu giường của con gái. Bức tranh rất ấm áp, như trị liệu tâm hồn. Anh đồng ý đưa bức tranh cho Y Mộng về làm chứng. Con gái có vẻ rất thích Ninh Mông nên anh đã bảo ba người ở lại một đêm rồi hôm sau về cho an toàn vì đường núi hiểm trở. Hai cô gái đến tối còn cùng nhau ngắm bầu trời đêm. Y Mộng rất biết ơn vì chuyện lần này cho cô sự khích lệ lớn, sau thời gian dài từ bỏ, giờ cô lại rất muốn vẽ tranh. Ký Minh đứng trên lầu, nãy giờ cũng theo dõi cuộc nói chuyện, anh khen Ninh Mông cũng biết cách an ủi người khác đấy, nhưng cũng không quên nói lời cảm ơn. Đến sáng chuẩn bị về thì bất ngờ thấy Duy Nhiên trước cổng, anh vội vã chạy đến hỏi thăm vì gọi điện cho Ninh Mông không được, nghe Vũ Kỳ nói mới biết. Ký Minh muốn cô lên xe với mình nhưng Ninh Mông lại rời đi cùng Duy Nhiên khiến anh khó chịu. Trên xe thấy Duy Nhiên quan tâm đến mình, Ninh Mông không những không vui mà tự nhiên lại ngại, nhưng sau đó họ vẫn trò chuyện rất vui. Trái với không khí bên đó, Ký Minh bên này khó chịu, ngay cả với Y Mộng. Anh nói vì không muốn Ninh Mông đi với người như Duy Nhiên.
tối đến trong người vẫn còn trằn trọc. Y Mộng nhìn anh cũng dần thấy rõ. Bữa sau, lần đầu tiên Vũ Hàn đấu kiếm thắng Ký Minh. Hỏi ra mới biết Y Mộng đề nghị hẹn hò, đã đợi suốt bao năm nhưng anh lại không mấy vui. Vũ Hàn hiểu ngay, anh nói Ký Minh chơi trò hỏi nhanh đáp nhanh, đến đoạn chọn Ninh Mông hay Y Mộng thì Ký Minh như trong vô thức nói ngay chữ Ninh. Cả hai người đều hiểu rõ lòng Ninh Mông nhưng vì sợ tâm trạng Y Mộng chỉ mới tốt trở lại. Về đến nhà Ký Minh đã say khướt, Y Mộng biết dạo này anh không vui nhưng Ký Minh nói rằng vì không muốn làm chị buồn, khiến cô phải suy nghĩ. Hôm sau Y Mộng cùng Ký Minh đến sân trượt băng hồi nhỏ hai người vẫn hay chơi. Ở đây hai người cũng thành thật với cảm xúc của mình, Y Mộng cũng bảo rằng muốn Ký Minh vui vẻ chứ không phải hy sinh bất chấp vì mình. Ninh Mông cùng với Duy Nhiên trở về trường cũ, ôn lại kỷ niệm. Ngồi trong lớp học, Duy Nhiên kể lại chuyện tình yêu tan vỡ của mình, anh đã không yêu ai rất lâu rồi. Nhưng khi gặp lại Ninh Mông tâm hồn anh như sống lại, anh hỏi cô có muốn làm bạn gái của anh không? Ninh Mông ngỡ ngàng không biết trả lời thế nào. Sau khi làm rõ cảm xúc thì Y Mộng quyết định trở về Mỹ, cô còn nhắc Ký Minh khi ở bên cạnh Ninh Mông rất thoải mái, hai người đẹp đôi. Ký Minh thừa nhận với Vũ Hàn rằng anh thích Ninh Mông. Vũ Hàn cảm nhận rằng trước đây Ninh Mông cũng thích Ký Minh, nhưng giờ thì chưa chắc. Vậy mà Ký Minh sung sướng cứ cười tủm tỉm vì anh nghĩ mình sẽ không có đối thủ. Anh hỏi thử cách cua gái từ những người thân cận. Nghe nói phải tặng điều cô ấy thích nên anh mang dự án đến công ty nhưng không thấy Ninh Mông đâu. Mà dù là cô ấy đã tìm ra dự án này, được cho phép làm độc lập và đang đi nói chuyện với bên doanh nghiệp rồi. Ninh Mông phải gần tan làm mới về nên anh cố tình bàn thêm dự án để đợi. Thạch Anh ngán đến tận cổ phải lấy cớ có cuộc họp để kết thúc. May thay lúc này Ninh Mông trở về giải cứu Thạch Anh. Dắt nhau ra đến tận sảnh nhưng Ký Minh vẫn không biết mở lời thế nào. Đến khi Ninh Mông giục quá, anh vừa định nói thì Duy Nhiên xuất hiện còn tặng hoa cho Ninh Mông. Thấy hai người thân thiết, Ký Minh hỏi ra mới biết Ninh Mông đã đồng ý làm bạn gái của Duy Nhiên. Anh đứng đực mặt ra luôn, nhìn hai người họ rời đi mà lòng đau. Về nhà vẫn chưa hết tức vì người cô ấy quen là Duy Nhiên mà anh chê, thật không cam tâm. Sau một hồi được khuyên nhủ, Ký Minh chạy một mạch đến nhà Ninh Mông muốn nói rõ lòng mình trước khi hai người họ tình sâu đậm mong níu kéo được cô. Ai dè cái mỏ hỗn của anh lúc này lại phát huy, anh chê Duy Nhiên tới tấp khiến Ninh Mông vô cùng khó chịu, cô hỏi anh có tư cách gì chứ rồi bỏ đi. Lúc này Ký Minh mới nói thích cô, Ninh Mông sững người lại một lúc nhưng nói ra có ích gì chứ, cô có bạn trai rồi. Ninh Mông nói xin anh tự trọng rồi rời đi. Ký Minh vẫn chưa tin hỏi lại vậy là chúng ta đã bỏ lỡ nhau sao thì cô dứt khoát một lời bảo đúng. Ninh Mông vào nhà thấy trong mình thật hỗn độn. Còn Ký Minh tràn đầy hối hận vì không kịp nữa rồi, anh đã hiểu ra quá muộn, anh cứ vậy ngồi một mình uống rượu suốt đêm. Sau vụ tỏ tình thất bại, Ký Minh đi làm như mất hồn. Nhân viên mắc lỗi còn chẳng thèm mắng khiến mọi người còn sợ hơn. Tiểu Dương sợ quá gọi điện cho Ninh Mông nhưng lúc này cô nhận được điện thoại của là một đối tác hợp danh muốn mời cô đến nói chuyện. Ông ta muốn trực tiếp đầu tư vào dự án rồi sẽ trả cho cô một khoản tiền là phí giới thiệu trực tiếp vào tài khoản cá nhân. Là người làm việc có nguyên tắc và tận tâm với nghề, Ninh Mông đã từ chối mà nói rằng bản thân sẽ tự đi tìm đối tác hợp danh khác, điều này khiến ông ta gai mắt. Cô về kể cho Duy Nhiên nghe. Nhưng quan điểm của anh lại là nếu cho nhiều tiền hơn có thể suy nghĩ khiến cô hơi bối rối. Hai người sau đó đi nghe kể chuyện cười, Ký Minh cũng có mặt ở đó. Xung quanh mọi người ai cũng cười không ngậm được miệng còn anh thì không nhếch mép nổi vì chủ đề hôm nay là tỏ tình, nỗi đau lại như tăng lên. Anh đứng lên ra về còn bị trêu, Ninh Mông cũng trông thấy anh, từ sau lúc đó cô trở nên trầm ngâm hẳn khiến Duy Nhiên nhận ra anh ấy là người cô crush trước đây. Hôm sau khi chưa biết chọn người nào làm đối tác mới thì Ninh Mông chợt nhớ ra ông giám đốc Đường Chính Nhậm mà trước kia từng hợp tác với Ký Minh, cô liền đến bàn bạc. Ông cũng không ngờ thư ký Ninh ngày nào giờ đã lên làm quản lý đầu tư, thật phải nhìn bằng con mắt khác đấy. Sau khi nghe điều kiện cũng như chiến lược liên kết tài nguyên thì ông rất vui vẻ mà đồng ý hợp tác lại còn selfie làm kỷ niệm. Ngồi ở văn phòng Ký Minh cứ đơ người dán mắt vào tấm ảnh này. Cả Vũ Hàn, Tư Điểm, Tiểu Dương ở ngoài đều ái ngại vì anh đã như thế hơn một tiếng rồi. Vừa lúc thấy anh động đậy, hai người liền lao vào. Thấy dáng vẻ này không ổn xíu nào họ muốn rủ anh đi chơi cho khuây khỏa nhưng anh lại chỉ muốn lao vào làm việc. Vũ Hàn nhắc anh biết cổ phiếu công ty bố anh đang bị thu mua nhưng Ký Minh cũng chẳng để ý. Đến giờ có cuộc họp với công ty Ưng Thạch, Ký Minh đứng dậy rời đi, không thể vì chuyện không thành với Ninh Mông mà không đến đó nữa. Ninh Mông và đồng nghiệp cũng đang nói về chuyện công ty ba Ký Minh thì anh đến. Thạch Anh bảo Ninh Mông tiếp đón nhưng cô lấy cớ có cuộc hẹn mà tránh mặt. Thạch Anh nhìn cũng đoán ra. Ninh Mông đi lang thang mãi mới tới giờ hẹn. Sau khi ăn với đối tác xong, trong lúc đợi hóa đơn thanh toán, cô vô tình nhìn thấy bạn trai của Vu Kỳ đi cùng một cô gái lại có cả tên giám đốc Khâu Vô Liêm Sỉ trước đây. Cô rất lo lắng sợ bạn thân bị phản bội,
kể cho Duy Nhiên nghe để xem có nên nói với Vu Kỳ không, nhưng Duy Nhiên khuyên không có chứng cứ nên xử lý cẩn thận tránh ảnh hưởng đến tình cảm bạn bè. Cuối tuần, Ninh Mông quyết định mời Vu Kỳ cùng bạn trai đi ăn. Cô để ý quan sát hành động của anh ấy đối với Vu Kỳ, thấy chẳng có gì khác lạ nên cũng cảm thấy yên tâm hơn. Đi về cùng Duy Nhiên, trong một khoảnh khắc anh đã muốn hôn cô, nhưng Ninh Mông tránh né khiến anh hơi tụt mood nhưng lại nói vẫn sẽ đợi đến khi cô chấp nhận. Sáng hôm sau đến công ty, Thạch Anh mời cô vào nói chuyện, muốn giao dự án hợp tác công ty Ký Minh cho cô, còn khuyên cô hợp tan hãy để thuận theo tự nhiên, đừng né tránh nữa. Đang suy nghĩ đến chuyện này thì cô nhận được điện thoại của đối tác báo rằng có vấn đề về tiền vốn. Đến nơi hỏi rõ mới biết chồng cũ của bà ấy gặp một số vấn đề về công ty của ông ta nên đã dùng tiền đáng ra phải gửi cho bà để lo việc. Ninh Mông không biết làm thế nào, trong khi các nhà đầu tư liên tục gọi điện hỏi nên trước mắt cô xin 3 ngày để giải quyết số vốn thiếu hụt. Tiền vốn tự có của công ty cũng hết, Duy Nhiên lại khuyên cô từ bỏ dự án, Ninh Mông trở về nhà trong sự mệt mỏi. Bỗng nhận được tin nhắn hỏi thăm của Ký Minh nhưng cô lại chẳng than thở gì, chỉ nói rằng mình không sao. Ký Minh bên này đành phải gọi điện cho ông giám đốc Đường để hỏi tình hình. Chuyện chưa đâu vào đâu thì người ở công xưởng lại làm loạn đòi bê hết hàng hóa đi. Ninh Mông đến ba mặt một lời nhưng bọn chúng càng quá quát hơn, còn định tác động vật lý với Ninh Mông. Đột nhiên Ký Minh từ đâu xuất hiện ngăn lại, đấm thẳng vào mồm hắn. Một tên khác cầm dao lao lên, Ký Minh không may bị hắn chém vào tay một nhát nhưng vẫn cố gắng đánh trả. Lúc này cảnh sát cũng tới nơi, bọn chúng đành bỏ chạy. Hai người cùng nhau đến bác sĩ, hóa ra Ký Minh là thông qua giám đốc Đường mới biết mà đến đây. Ký Minh mong hai người từ nay vẫn có thể làm bạn bè tốt. Ninh Mông sau một hồi suy nghĩ thì cũng đồng ý. Đúng lúc này, Duy Nhiên đến nơi. Vừa ra xe, Duy Nhiên đã nổi cơn ghen tam bành, hỏi xoáy sao Ninh Mông gọi cho Ký Minh mà không phải mình, tạo điều kiện cho anh ta theo đuổi à. Dù cô đã cố gắng giải thích nhưng anh chẳng tin, càng nổi giận hơn, anh bước luôn ra ngoài. Nhìn hình ảnh anh bây giờ khiến Ninh Mông rất sợ hãi. Tĩnh tâm một lát thì Duy Nhiên quay trở lại năn nỉ xin lỗi vì đã quá kích động, nhưng Ninh Mông có vẻ né tránh anh. Ký Minh muốn thông qua giám đốc Đường để đưa thêm tiền giúp cô giải quyết vấn đề nhưng Ninh Mông biết là anh đứng sau nên từ chối. Duy Nhiên đem đồ ăn đến, anh cũng muốn giúp cô một khoản vốn nhưng thấy anh là vì cô chứ không phải vì dự án đáng đầu tư nên Ninh Mông cũng từ chối. Về đến nhà, Ninh Mông nhận được điện thoại của Ký Minh gọi đến động viên, thấy được hướng đi, tâm trạng của cô có vẻ tốt hơn hẳn. Cô đâu biết anh đang ở ngay dưới nhà, ngắm cô từ xa. Hôm sau cô đến tìm Chủ tịch Lưu để thuyết phục bà cố gắng lần nữa. Sau một hồi nghe phân tích chiến lược giải quyết thì bà đánh liều một phen lấy tiền bồi thường hợp đồng tích góp được làm quảng bá sản phẩm, gây tiếng tăm trước để thu hút mọi người. Không ngờ hiệu quả còn ngoài mong đợi, đi trên tàu cao tốc đâu đâu Ninh Mông cũng thấy bàn về sản phẩm, còn feedback rất tốt. Nhà đầu tư lại liên tục liên lạc với cô. Xong việc, Ninh Mông thoải mái hơn hẳn, có thời gian hẹn hò với người yêu. Trong lúc đợi Ninh Mông vào nhà vệ sinh, Duy Nhiên thấy điện thoại cô chưa tắt nên tò mò vào đọc tin nhắn của cô cùng Ký Minh. Lúc này, Ninh Mông đi ra, anh vội vã tắt mà quên không thoát ra. Ninh Mông mở điện thoại lên thấy đang trong đoạn chat với Ký Minh, cũng nhận ra anh đã lén xem điện thoại mình, nhưng cả hai đều không phản ứng gì. Duy Nhiên cay cú đến tính sổ Ký Minh trên sòng bài. Ai dè đâu Ký Minh lại thắng đậm, Duy Nhiên không thể nuốt trôi cục tức này. Khắp nơi đều bàn tán chuyện công ty bố Ký Minh, anh thấy nên về nhà một chuyến, muốn khuyên bố thử cố gắng hòa giải lần nữa xem, nhưng ông lại cho rằng anh đang dạy đời mình mà tức giận. Ký Minh im lặng không nói nữa. Có một hôm, Ninh Mông nhận được điện thoại của bạn trai Vu Kỳ nói cô ấy đến chỗ bàn việc của anh làm loạn nên nhờ cô đưa về. Đến nơi, Ninh Mông thấy cả cô gái hôm trước cũng đang ở đây, Vu Kỳ thì vô cùng kích động. Không nhịn được nữa, cô nói sẽ đưa Vu Kỳ về trước, còn anh ở đây giải quyết sao cho ổn thỏa đi. Trở về nhà, Vu Kỳ khóc như mưa kể lại mọi chuyện cho Ninh Mông nghe, cô cũng chỉ biết an ủi bản thân thôi. Hôm sau Ninh Mông nhận được điện thoại của bạn trai Vu Kỳ muốn cô nhân sinh nhật cô ấy nói giúp anh vài lời để hai người hòa giải. Đến nhà hàng trùng hợp gặp cả Ký Minh đi cùng Vũ Hàn. Hai người chào hỏi nhau sương sương khiến Vũ Hàn cũng phải thắc mắc mối quan hệ bạn bè của họ. Sau một hồi năn nỉ xin lỗi cộng với Ninh Mông nói đỡ thì Vu Kỳ lại tươi cười chịu tha thứ cho bạn trai. Vừa đấu kiếm với Vũ Hàn xong thì Ký Minh đọc được tin công ty Song Huân đã mua hơn 20% cổ phiếu của công ty Khâm Hòa của bố mình. Nếu lên đến 30% thì Khâm Hòa sẽ bị họ nuốt chửng, anh muốn giúp bố. Ninh Mông vừa đọc được tin thì Ký Minh gọi cô đến muốn nhờ cô hẹn giúp với bạn trai của Vu Kỳ. Vì công ty bảo hiểm của anh ta giữ 7% cổ phiếu của Khâm Hòa, lôi kéo được họ thì công ty sẽ vượt qua giai đoạn nguy hiểm này. Duy Nhiên biết Ninh Mông ra mặt giúp Ký Minh thì ngoài mặt cũng tỏ ý ủng hộ. Hôm sau Ninh Mông cùng Ký Minh đến gặp anh Hà thì anh bảo cổ đông trong công ty đều ủng hộ hợp tác với Khâm Hòa nhưng thủ tục sẽ mất thời gian nên bảo Ký Minh đợi báo lại.
gặp lại cô thư ký hôm bữa, Ninh Mông cũng không quên dằn mặt cô tiểu tam này. Duy Nhiên đưa Ninh Mông về căn hộ mới mua, anh cố tỏ ra thân mật còn muốn cô qua đêm ở lại nhưng Ninh Mông đã từ chối khéo. Những ngày sau đó Ký Minh luôn hỏi Ninh Mông bên anh Hà thế nào nhưng anh vẫn luôn bảo rằng cấp trên đã đồng ý, còn chờ thủ tục thôi, cứ yên tâm đợi. Ký Minh về nhà, dù hai bố con chưa nói được với nhau mấy câu đã cãi nhau nhưng thấy ông ấy uống thuốc anh vẫn rất thương. Ninh Mông đi mua bánh lại vô tình gặp người yêu cũ của Duy Nhiên. Cô ấy chúc phúc cho Ninh Mông nhưng cũng dặn dò lúc anh ấy nóng giận thì đừng cãi nhau với anh ấy. Ninh Mông về nhà kể chuyện này cho Duy Nhiên nghe, nhưng anh không để tâm đến người đó nữa, giờ anh đã có Ninh Mông sẽ không bao giờ làm anh thất vọng. Hôm sau, vừa đến công ty, Ninh Mông đã thấy Ký Minh ngồi đợi, anh sốt ruột nhờ cô gọi điện hỏi rõ tình hình chỗ anh Hà. Lần này anh ta lại bảo công ty đã gửi tài liệu, trong vài hôm nữa sẽ đến nên Ký Minh dịu lại. Ký Minh gọi điện về hỏi thăm bố, dì Lưu muốn chuyển cho ông nói vài lời nhưng ông biết nói gì đây, chính ông đã liên lụy con mà, lòng ông còn nặng trĩu. Thật không ngờ, hôm sau trên báo lại đưa tin công ty anh Hà đã ký kết hợp đồng với Song Huân. Ninh Mông thật không thể tin được, cô gọi cho anh Hà thì không liên lạc được, gọi cho Ký Minh thì một cô y tá nghe máy. Ninh Mông vội vã chạy tới bệnh viện, thì ra bố của Ký Minh tái phát bệnh tim phải cấp cứu, anh để quên điện thoại ở quầy lễ tân. Ký Minh vô cùng căng thẳng, cô đến anh cũng không thèm tiếp, dì Lưu nói cứ để anh một mình cho tâm trạng ổn định. Ra ngoài Ninh Mông gọi cho Vu Kỳ biết anh Hà sắp đi công tác thì cô nhờ giữ chân anh lại vì có chuyện muốn hỏi. Đến nơi thì anh ta trả lời với thái độ lồi lõm. Vu Kỳ trách anh cố ý lợi dụng Ninh Mông để kiếm tiền thì anh ta lại kể công. Tiền trước giờ tất cả đều do mình anh ta kiếm được, cô không có tư cách gì mà nói, sau đó anh ta đòi chia tay Vu Kỳ rồi rời đi. Ngồi ăn với Duy Nhiên mà Ninh Mông vẫn không ngừng lo lắng, vừa chuyện Vu Kỳ, vừa chuyện Ký Minh. Duy Nhiên cùng Ninh Mông đến thăm bác Lục, nhưng anh ta rõ ràng là đến để xem Ký Minh thảm hại thế nào. Tối hôm đó đang ngồi sâu chuỗi các sự việc liên quan đến công ty Khâm Hòa, Ninh Mông nhận được điện thoại của thư ký lão Hà. Cô ta nói Hà Nhạc Loan còn trơ tráo hơn nhiều, anh ta còn có người phụ nữ khác, đã mua cho cô ta căn biệt thự ngay cạnh khu Vu Kỳ sống. Theo địa chỉ Ninh Mông tìm đến nơi, thấy hai người, Ninh Mông đang chửi còn chưa được mấy câu thì Vu Kỳ đột nhiên xuất hiện, xông vào trong nhà còn thấy cả đồ em bé các thứ. Không còn lời nào để nói, cô đành bỏ về. Đến nhà, cô nhìn lại tấm hình hai người hạnh phúc mà bật khóc nức nở đầy tuyệt vọng. Tình hình của công ty Ký Minh hiện tại vô cùng bất ổn, do đã mang tiền đi để giúp đỡ bố nên công ty bị thiếu hụt vốn. Các cổ đông cũng như nhà đầu tư hợp tác đến ồ ạt, muốn Ký Minh đứng ra giải quyết sự việc. Vũ Hàn và Tư Điểm đến, may thay cũng xoa dịu được họ. Rồi thì hàng loạt đơn từ chức của nhân viên mà Ký Minh lần lượt phải giải quyết, còn cả giấy đòi nợ của ngân hàng, Ký Minh đành phải tìm người để bán đi căn hộ của mình. Hôm nay Ninh Mông nhận được điện thoại của Hà Nhạc Loan hẹn gặp. Anh ta gia hạn hợp đồng thuê nhà cho Vu Kỳ để cứu rỗi lương tâm mình. Nhưng Ninh Mông không những chửi cho một trận còn nhắc đến vụ công ty Nhâm Hòa, anh ta liền lật mặt nhanh hơn bánh tráng nói cô không có tuổi mà bắt thóp mình. Ninh Mông bảo anh cứ đợi đấy rồi rời đi. Vu Kỳ vì bị xem thường không làm được gì, nghĩ mình vô dụng mà không ăn không uống. Ninh Mông an ủi, khích lệ cô tin vào bản thân, lão Hà là thá gì chớ, không có anh ta cô còn sống tốt hơn. Ninh Mông nói chuyện với Duy Nhiên về cổ phiếu để kiếm thông tin giúp Ký Minh lại bị anh ta nổi nóng, cô liền không nói nữa. Sau một đêm ngồi tâm sự với dì Lưu ở bệnh viện, nhìn bố trên giường bệnh thì Ký Minh đã đi đến một quyết định. Hôm sau anh lên công ty gọi mọi người lại rồi thông báo công ty sẽ giải tán, anh cũng sắp xếp đường lui cho mọi người ổn thỏa. Tiểu Dương gọi điện cho Ninh Mông đến, vừa gặp đã khóc như mưa nói Ninh Mông vào an ủi Ký Minh. Anh đang đứng một mình cô đơn trong văn phòng. Ninh Mông bước vào, tự nhận lỗi về bản thân đã không nhận ra vấn đề của Hà Nhạc Loan sớm hơn để công ty anh ra nông nỗi này. Ký Minh chỉ nói không liên quan đến cô, trên thương trường anh thua thì nhận thôi. Ninh Mông pha cho anh một cốc cà phê, hai người ngồi nói về khoảng thời gian làm chung lại thấy vui vẻ hơn, anh còn khen cô đã là một nhà đầu tư giỏi. Nhưng đến đoạn hỏi tương lai anh thế nào, không khí thật trầm khi anh nói tạm biệt với đầu tư. Ninh Mông không nỡ vì đã chứng kiến anh đầu tư xuất sắc thế nào nên trước khi xuống lầu đã ôm hết giải thưởng của anh xuống. Lúc bỏ chúng vào thùng, cô vô tình thấy quả chanh của mình mà ngạc nhiên. Ký Minh nhìn cô mà không kìm lòng được ôm cô một cái coi như chào tạm biệt. Vừa đi được một đoạn thì Ninh Mông thấy Duy Nhiên hậm hực phóng xe đến. Anh bắt đầu chất vấn cô tại sao lại ở đây rồi đưa tấm ảnh hai người ôm nhau cho Ninh Mông xem. Cô cố gắng giải thích nhưng Duy Nhiên càng phóng xe điên cuồng. Được một đoạn, anh ta dừng lại, hai người lại lớn tiếng với nhau, thấy anh không bình tĩnh. Cô bước xuống xe thì anh chạy theo. Nhất quyết nói cô đang bắt cá hai tay còn giật món đồ chơi trên tay cô đập vỡ. Ninh Mông định đến nhặt lên thì anh giữ cô lại,
Hai bên đang giằng co thì bỗng Duy Nhiên tát Ninh Mông một cái muốn sái quai hàm. Ninh Mông sững sờ đứng dậy nhìn anh bằng con mắt khinh bỉ, nhặt lại món đồ đã vỡ rồi rời đi. Về đến nhà, cô vừa ấm ức vừa hoang mang, chưa tin nổi anh đã làm gì với mình thế. Sáng hôm sau đến công ty vừa thấy bó hoa của Duy Nhiên, Ninh Mông liền vứt xuống đất. Lúc về thấy anh đứng đợi, cô vẫn còn sợ hãi, hoàn toàn không muốn đi chung. Đúng lúc Thạch Anh nhìn thấy, biết hai người có vấn đề nên đến giải vây rước Ninh Mông đi trước. Tối đó, trên bàn ăn, với kinh nghiệm của người từng trải, Thạch Anh khuyên Ninh Mông không phải không kiên trì với lựa chọn của mình là sai đâu, khi tình yêu này cô phải gượng ép mà mệt mỏi, chọn sai thì sửa lại thôi. Sau đó đi dạo một mình, Ninh Mông suy nghĩ rồi gọi cho Duy Nhiên. Hôm sau cô nói lời chia tay với Duy Nhiên, anh không tin tưởng mình và bản thân cô cũng không thể tin tưởng anh được nữa, quen nhau chỉ làm tổn thương nhau thôi. Kỳ Minh vừa đến bệnh viện thì thấy bố được kéo vào phòng phẫu thuật, lần này chắc khó qua khỏi. Ninh Mông hay tin cũng tức tốc chạy tới, vừa đúng lúc bác sĩ bước ra nói đã cố gắng hết sức, ai cũng ngơ ngác không tin. Tang lễ của ông cũng đã xong, nhìn căn nhà giờ đây thật trống vắng, dì Lưu cùng Kỳ Minh vô cùng đau lòng và suy sụp. Sự nghiệp tan vỡ, giờ lại mất bố, đúng là một đả kích lớn với Kỳ Minh. Mấy hôm sau, Vũ Hàn gọi cho Ninh Mông báo không tìm thấy Kỳ Minh đâu, gọi điện cũng không được, ba người vội tản ra đi tìm. Sau một hồi, Ninh Mông đã nghĩ đến nơi trước đây bố anh thường đi câu, cô đến và thấy anh ở đó thật. Nói chuyện một lúc thì Vũ Hàn và Tư Điểm cũng đến, muốn rủ Kỳ Minh ra nước ngoài cho khuây khỏa nhưng anh không muốn đi. Ninh Mông đứng bên cạnh rủ anh về quê cùng mình, cái này thì anh chịu. Ninh Mông vừa đi vừa hào hứng giới thiệu quê mình cho anh. Đến nhà, thấy con gái dẫn bạn trai về thì bố mẹ hồ hởi chạy ra đón. Trên bàn ăn, có thêm người coi bộ rôm rả hơn hẳn, hai bố mẹ vui miệng còn nói xấu sếp cũ của Ninh Mông. Đến khi Kỳ Minh bảo mình chính là người đó thì bố mẹ Ninh Mông xấu hổ muốn đội cả cái quần, Ninh Mông cũng chỉ biết cười trừ. Sau đó Ninh Mông cũng kể rõ sự tình cho bố mẹ nghe, hai người thấy Kỳ Minh không tệ như họ nghĩ. Ninh Mông nhờ bố kích thích cho tinh thần Kỳ Minh phấn chấn trở lại. Không ngờ cách của hai người là sai, anh làm không kịp thở, hết việc nọ đến việc kia. Đến tối, Kỳ Minh mệt mỏi nằm ườn ra ghế, thấy tiếng người anh còn giật mình tưởng bị sai tiếp, hóa ra là Ninh Mông. Anh nghĩ có phải đang bị trả thù vì trước đây đối xử không tốt với cô không thì bố Ninh Mông lại đến sai việc ngày mai, đến là hài. Trên xe, ông ấy khích lệ Kỳ Minh rất nhiều, con người không thể đen đủi mãi được, rồi cũng có lúc sẽ may mắn thôi, anh dường như suy nghĩ thông suốt hơn. Sau đó cả nhà cùng nhau làm bánh trung thu, cùng ăn uống vô cùng vui vẻ. Đến tối, Ninh Mông dắt Kỳ Minh đi thả hoa đăng. Lúc này, anh cũng mới biết cô đã chia tay Duy Nhiên. Hai người nói chuyện với nhau rất vui, Ninh Mông còn thấy lại nụ cười rạng rỡ của anh nữa. Cô khuyên anh phấn chấn lên, mạnh mẽ trở lại mới đứng dậy lật đổ đám người đã làm hại anh được. Cả hai kết thúc kỳ nghỉ lễ để trở về thành phố, trước khi đi bố mẹ còn dặn dò khuyên nhủ Kỳ Minh như người một nhà. Ninh Mông đem quà về cho Vu Kỳ, bây giờ cô ấy đã lấy lại tinh thần, còn xin được công việc, mong một cuộc sống mới tươi đẹp. Hôm nay đến công ty Ninh Mông còn vui hơn nữa khi được thăng chức lên làm tổng giám đốc đầu tư, ước mơ bấy lâu đã thành sự thật, không ngờ lại nhanh đến thế. Thạch Anh còn nói cô đang chuẩn bị sang Singapore mở một chi nhánh mới nên sắp tới Ninh Mông sẽ đảm nhiệm mọi việc ở đây. Ninh Mông ngồi trên chiếc ghế này mà lòng đầy tự hào. Kỳ Minh tìm đến Ninh Mông nói rằng sẽ thành lập công ty đầu tư khác, quy mô nhỏ nhưng anh đầy quyết tâm. Đang định mời cô về làm chung thì biết cô đã lên chức, anh đành thôi. Tối đó, Ninh Mông đã suy nghĩ rất nhiều, từng chặng cô trưởng thành đến bây giờ, dường như đâu đó đều có bóng dáng của Kỳ Minh. Kỳ Minh liên tục tìm đến những mối quan hệ thân thiết trước đây nhưng ai ai cũng tìm cách từ chối còn tỏ thái độ ra mặt. Một mình anh dọn dẹp ở văn phòng, Ninh Mông đột nhiên xuất hiện đỡ lấy thùng đồ trên tay anh. Hóa ra Ninh Mông đã từ chức, cô trở lại để giúp anh coi như trả ơn anh kêu mang cô 3 năm khi mới vào nghề. Cô liên hệ được một vài mối quan hệ, họ cũng sẵn lòng đầu tư vốn vào công ty mới của anh, rồi cả tiền tiết kiệm của cô nữa, hai người sẽ cùng làm cộng sự lần nữa. Ở nhà Vũ Hàn nhiều quá ngại nên Kỳ Minh lên mạng tìm nhà, Vũ Hàn bảo cứ làm việc đi còn nhà để anh tìm cho. Thế là Vũ Hàn lái xe chở thẳng Kỳ Minh đến khu Ninh Mông đang ở, còn tốt bụng thuê cho căn bên cạnh. Ninh Mông thấy anh ở đó cũng rất ngạc nhiên. Giờ là hàng xóm nên hai người còn cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà. Sáng đi mua đồ về sửa văn phòng, Kỳ Minh cũng không nề hà mà đi xe đạp. Hai người còn rủ nhau đua xe thật hào hứng. Về đến văn phòng lại tích cực dọn dẹp, mong có thể nhanh chóng đi vào hoạt động. Đang đứng nhìn lại công ty cũ từ cửa sổ, đột nhiên Tiểu Tống, Tiểu Dương, giám đốc Lưu kéo nhau đến nộp công văn xin vào làm. Thấy mọi người vì mình mà đến, Kỳ Minh không khỏi xúc động. Mỗi người một tay cũng xong, ngồi ăn mừng khởi đầu mới,
Kỳ Minh đã chia sẻ ý nghĩa tên công ty Lộ Minh. Cảm ơn mọi người không rời bỏ để anh hiểu ra ngoài lợi ích thì tình nghĩa và lý tưởng đáng giá hơn nhiều. Mọi người nghe đều thấy rất có niềm tin vào tương lai sắp tới. Văn phòng đã dần đi vào ổn định, mọi người bắt tay vào việc điều tra vấn đề công ty Song Huân với Bảo hiểm Nhân Ninh cấu kết thu mua trái phép công ty của bố Kỳ Minh. Theo đầu mối thu được thì họ bắt đầu từ Khâu Tuấn Lâm, vì trước đây đã từng đụng độ nên tất cả chiêu trò mánh khóe của hắn ta đều bị Ninh Mông và Kỳ Minh nắm trong lòng bàn tay. Kỳ Minh lên sẵn một kế hoạch. Hôm sau, biết tính hắn ta vừa tham lam vừa nhát gan, Ninh Mông đến nơi cầm theo một xấp tài liệu. Đe dọa trong đó là những bản hợp đồng ngầm mà hắn ăn chiết khấu của công ty, cấp trên biết được chỉ có chết. Cô cầm ra một bản cho hắn thấy, cộng thêm thần thái 10 điểm, khiến hắn ta tin sái cổ, sợ vã cả mồ hôi hột. Cô sau đó thao túng tâm lý, bày cho hắn đưa chứng cứ phạm tội của sếp là Cận Hải Dương để trao đổi, như thế sẽ giữ mình được bình an. Cô cho hắn thời gian suy nghĩ. Được báo là Cận Hải Dương sắp về thì Ninh Mông vô cùng căng thẳng, hối hắn quyết định cho lẹ, cô không rảnh. Tiểu Tống và Tiểu Dương có nhiệm vụ giữ chân Cận Hải Dương kéo dài thời gian. Hai người cứ đi trước đầu xe ô tô nên su, bị chú công an tuyết còi. May thay còn Kỳ Minh ở sảnh giữ chân ông ta được thêm một lúc. Sau một hồi thúc giục thì Khâu Tuấn Lâm cũng chịu đưa chứng cứ cho Ninh Mông, còn nói sau này đừng làm phiền hắn ta nữa. Ninh Mông trở xuống đầy vẻ đắc thắng, kế hoạch thành công. Bên này, Khâu Tuấn Lâm mở tập tài liệu thấy một mớ giấy lộn, biết mình bị lừa mà tức điên. Ninh Mông và Kỳ Minh vui vẻ đến giao chứng cứ cho cảnh sát điều tra kinh tế. Sau đó chẳng bao lâu thì tất cả những người có liên quan đến vụ thu mua Khâm Hòa đều bị bắt giữ để điều tra. Thấy bọn chúng bị trừng phạt thì mọi người đều rất vui mừng. Kỳ Minh giờ đây cũng nhẹ lòng mà đem hoa đến thăm mộ bố. Sau đó Ninh Mông cũng đến, hai người nói với ông rất nhiều những chuyện vừa qua, nói về ý tưởng dự án bảo vệ môi trường của công ty mới cũng là mong muốn của ông trước đây. Hai người về nhà ăn mừng, Kỳ Minh muốn vào bếp trổ tài, nhưng vừa động đến tay đã bị phỏng. Ninh Mông lo lắng thoa thuốc cho anh. Trong lúc tìm kéo, Kỳ Minh vô tình thấy quả chanh đồ chơi bị vỡ hôm trước, đến tối anh cặm cụi băng bó, dán chúng lại. Ninh Mông nhìn thấy cảm kích vô cùng. Ở công ty, Kỳ Minh nói với Ninh Mông những người kia đã nhận tội về việc thu mua Khâm Hòa nhưng về việc thao túng trái phiếu của anh thì không ai nhận. Vậy chắc chắn có người đứng sau chuyện này, chỉ nhắm vào anh. Ninh Mông nhớ lại lần đó khi Vu Kỳ đến đánh ghen thì thấy có một người nấp trong nhà vệ sinh. Hỏi Vu Kỳ không có manh mối gì, Ninh Mông quyết định đến tìm hỏi bồ của Hà Nhạc Loan. Với chiến thuật đánh tâm lý đỉnh cao thì chẳng mấy chốc cô moi được thông tin rằng anh ta tên Jackson, cao giáo, trưởng thành. Ninh Mông lấy ảnh của Tô Duy Nhiên ra thì cô ta xác nhận. Ninh Mông vô cùng sốc. Về tính nói cho Kỳ Minh nhưng anh cũng đã biết được từ chỗ của Vũ Hàn. Kỳ Minh đã đến gặp anh ta trong buổi trao giải nhà đầu tư xuất sắc. Anh nói ra hết chiêu trò của anh ta nhưng Duy Nhiên vẫn cố chấp không thừa nhận. Vì lợi ích, vì khao khát chiến thắng mà anh ta đã đánh mất chính mình. Ninh Mông nghe mà vẫn còn sững sờ, không ngờ người cô từng yêu giờ lại thành ra thế này. Cô muốn tìm anh để nói chuyện vì thấy anh vẫn còn có thể thay đổi. Ninh Mông đến, cô hiểu tất cả những gì anh đã làm cũng vì nỗi ám ảnh tâm lý bị chà đạp, bất công. Tổn thương trước đây anh phải chịu trong khi những đứa nhà giàu thì lại sướng như tiên khiến anh ganh tị. Duy Nhiên suýt không giữ nổi bình tĩnh nhưng đã kìm lại để nói hết mọi chuyện liên quan đến công ty Khâm Hòa và Kỳ Minh. Anh còn nói vì khi thấy Ninh Mông ở bên cạnh mình nhưng cứ phải cố kìm nén tình cảm dành cho Kỳ Minh càng khiến anh hận Kỳ Minh hơn, càng ngày càng mất kiểm soát. Anh cũng rất hối hận khi hôm đó đã đánh cô. Anh còn ước, nếu quay lại thời gian, anh sẽ yêu cô ngay thời đại học, có cô níu anh lại, có lẽ anh đã không như thế này. Nhưng Ninh Mông khuyên chỉ có chính anh mới cứu được mình, đã đến lúc quay đầu, rồi hãy đi tự thú đi. Hôm sau vừa bàn bạc hợp đồng với đối tác xong thì Kỳ Minh nhận được điện thoại nói Tô Duy Nhiên đã ra tự thú với cảnh sát rồi. Ninh Mông cảm thấy nhẹ lòng hẳn, cuối cùng con người hướng thiện trong anh cũng chiến thắng. Về đến nhà, cô còn nhận được CD cũ đã từng tặng Duy Nhiên cùng một lá thư, anh đã dằn vặt rất nhiều, nhưng cô là sự cứu vãn của anh. Cảm ơn vì giúp anh tìm lại được chính mình, mong cô tha thứ cho anh và thành tâm hy vọng cô hạnh phúc. Buổi tối Ninh Mông và Kỳ Minh nói chuyện với nhau. Anh cũng cảm ơn cô vì đã giúp anh vực dậy sự nghiệp. Hai người trước đây những tưởng có khoảng cách rất xa, nhưng giờ lại thành bạn tốt. Anh còn ngại ngùng nói điều đã giữ trong lòng rất lâu, khiến Ninh Mông tưởng anh sắp tỏ tình đến nơi mà bối rối. Ai dè là mong hai người sẽ cùng nhau mở rộng và phát triển công ty, khiến ông chú bên cạnh cũng phải bật cười. Vu Kỳ đến thăm Hà Nhạc Loan nói lời tạm biệt, anh còn chưa biết đứa con kia không phải con mình, Vu Kỳ cũng không nói, hai người còn quan hệ gì đâu, cứ để anh ta ôm hy vọng. Kỳ Minh nhà ta ở nhà mà diện vest vì đang nhập tâm luyện tập tỏ tình với Ninh Mông. Đột nhiên cô gõ cửa còn xông vào khiến anh đỏ cả mặt. Cô hẹn anh cuối tuần đến công ty sẽ có bất ngờ lớn. Tưởng được hẹn hò,
Ký Minh mua hẳn 99 đóa hồng. Anh vừa bước vào thì mọi người hú hét bắn pháo hoa hết cả hồn. Thì ra là ăn mừng một năm ngày thành lập công ty. Ký Minh đành nói tránh hoa cho mọi người, thế là bị tịch thu, anh còn chưa nỡ buông nó. Tất cả anh chị em đối tác thân thiết đều đến chúc mừng. Hai người lần lượt phát biểu, đã có nhiều chuyện xảy ra, cũng nhiều cảm xúc, nhưng ước mơ luôn là thứ dẫn đường. Ai cũng nhiệt liệt hưởng ứng. Trong buổi tiệc, Ký Minh rất muốn tỏ tình với Ninh Mông nhưng liên tục bị các đôi khác cản trở. Nào Tiểu Tống tỏ tình Tiểu Dương, nào Tư Điểm và Vũ Hàn thông báo sắp kết hôn, rồi thì Thạch Anh và bạn trai còn có cả em bé. Ký Minh hoàn toàn bất lực luôn, đến lúc tiệc tàn mà anh vẫn chưa mở lời được. Hai người sau đó rủ nhau lên sân thượng ngắm thành phố. Lúc này Ký Minh mới dám nói hết lòng mình, nghiêm túc muốn làm con rể của bố cô. Ninh Mông cứ tủm tỉm cười suốt, thấy anh muốn hôn mà cứ lóng ngóng mãi, cô liền nhón chân chủ động hôn má anh một cái. Đang đến đoạn cao trào thì Tiểu Tống xông ra làm hai người giật mình. Hóa ra mọi người đứng rình nãy giờ, vậy mà còn giả vờ chỉ là đi ngang qua, khiến cả hai ngại ngùng. Xấu hổ tí thôi chứ sao Ký Minh có thể bỏ lỡ cơ hội này chứ, anh hôn Ninh Mông thật nồng nàn giữa bầu trời rực rỡ pháo hoa trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn đã xem, xin chào và hẹn gặp lại.